Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 293, thân nhân ta lấy dị an ủi anh? Vừa rồi thầy giáo kia gọi anh là bí thư vương sao? Dù là một người từ trong thôn đi ra, bố của Liêu An như vẫn rất mẫn cảm với hai chữ này. Vương tử quân cười cười nói. Trước kia cháu là bí thư đảng ủy khối trong trường. Đảng ủy khối của trường thì xem như là cấp bậc gì. Bố của Liêu An như thấy ngôi trường này cực kỳ khí phái, giọng điệu cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Xem như cấp chính khoa, nhưng này bác, bác cũng không cần đánh đồng cấp bậc chính khoa này với các vị lãnh đạo địa phương, cấp bậc của cháu tuy cũng thuộc loại khá nhưng chỉ trông nom vài người mà thôi. Vương tử quân ý thức được cảm xúc của bố Liêu An như có chút bất an, thế cho nên vội vàng mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, bố của Liêu An như chợt thở dài một hơi, nhưng dù là như thế thì ông vẫn cảm khái nói. Thầy Vương tuổi trẻ nhưng đã là cấp chính khoa, cũng xem như khó lường. Liêu An như có thể nói là hiểu không ít về những tình huống của Vương Tử Quân, đặc biệt là sau khi có những việc phát sinh ngoài ý muốn, nàng lơ đãng biết được vài tình huống. Nàng biết rõ bây giờ hắn là người đứng đầu một huyện, bố mình không biết rõ tình huống mà cảm khái, điều này làm cho gương mặt của nàng chợt đỏ lên. "Bố, đừng nói lung tung." Liêu An như khẽ ho khan một tiếng rồi nhắc nhở Bố của Liêu An như không biết con gái mình có ý nghĩ gì, lúc này cũng không muốn hỏi Vương Tử Quân, thế cho nên chỉ biết gãi gãi đầu, nhanh chóng đi về phía trước. Đi ra khỏi trường thì bố của Liêu An như đi về phía một khách sạn nhìn qua khá xa hoa, đối với bố vợ không biết rõ tình hình thì Vương Tử Quân cũng không đợi tiến đến khách sạn, hắn cười nói: "Nơi này chủ yếu là các món Quảng Đông, rất cay, chúng ta nên đi đến tìm một chỗ ăn uống thoải mái hơn." Vương Tử Quân vừa nói vừa cất bước đi về phía một quán ăn nhỏ mà trước kia mình thường xuyên đến dùng cơm. Audio điện tử võ tấn bền Bố của Liêu An như dù chưa đến thành phố lớn nhưng vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lão biết rất rõ, thầy Vương này rõ ràng là muốn làm cho mình bớt tiêu phí. Một người thanh niên mà cẩn thận như vậy thì thật sự là rất hiếm, thế là trong lòng chợt sinh ra vài phần hào cảm. Ông chủ, cho một phần thịt thủ, cho vài phần gan heo, canh đậu phụ, vài món xào. Khi nào làm xong thì cho mỗi người một chén mì nữa là được. Vương tử quân đi vào trong quán, hắn cũng không chờ nhân viên đưa menu đến, nhanh chóng nói với nhân viên phục vụ. Bố của Liêu An như nghe xong những lời gọi món ăn của vương tử quân thì trong lòng thầm vui mừng, vị thầy giáo trẻ tuổi này giống như con run trong bụng, vì sao những gì mà đối phương gọi lại chính là những món mà mình thích nhất. Phải biết rằng ngày bình thường mình cũng không được xa xỉ như vậy, chỉ là những ngày lễ tết mới có thể ăn uống cho đỡ thèm mà thôi quán cơm tuy nhỏ nhưng hương vị thật sự rất tốt ngay sau đó bốn món đã được đưa lên vương tử quân mở một chai rượu giang thành đặc sản của giang châu sau đó rót cho bố của liêu an như một ly rượu đầy chú liêu cháu mời chú một ly vương tử quân nâng ly rượu lên mà trong lòng có ngàn vạn cảm khái tình hình này đã xuất hiện nhiều trong kiếp trước khi bố vợ của mình còn sống cảnh tượng như hôm nay thật sự quá quen thuộc Vương tử quân nâng ly rượu lên, hắn chợt nhớ về những năm tháng trước kia, về khoảng thời gian bình tĩnh và lặng lẽ của kiếp trước, về những khoảng thời gian hai người cùng nâng ly rượu nói về những chuyện mây gió. Ngoài việc khác địa điểm thì giống như tất cả chưa từng có gì thay đổi, nhưng Vương tử quân là một người trọng sinh, hắn lại biết rõ lúc này tình cảnh vẫn giống như trước nhưng người và vật đã sớm không còn như xưa, đã có một vực sâu chia cắt giữa hai bên. Tử lượng của bố Liêu An như là rất tốt, làm nông mệt mỏi thường thích uống rượu giải lao, lúc này thấy Vương Tử Quân khách khí nâng ly rượu lên, lão cũng nâng ly lên nói. "Thầy Vương, tôi nên mời anh mới đúng, tôi đến thành phố Giang Thị này xem như cũng gây thêm phiền toái cho anh." Bố của Liêu An như nói chủ yếu là những lời khách khí, Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm, chỉ là ngửa cổ uống cạn ly. Bố của Liêu An như thấy Vương Tử Quân uống cạn thì cũng hiểu mình không cần khách sáo, thế là cũng ngửa cổ uống cạn. Rượu giang thị 52 độ, uống vào trong bụng làm siết người ta cảm thấy một ngọn lửa bùng lên, dưới tác dụng của rượu thì khoảng cách giữa Vương Tử Quân và bố của Liêu An như dần được thu hẹp. Từng ly từng ly rót vào trong bụng, gương mặt của bố Liêu An như đỏ lên rừng rực, Vương Tử Quân cũng bắt đầu cảm thấy có hương vị say. Đã hơn một năm rồi, tử lượng của Vương Tử Quân vẫn không chút tiến bộ, dù hắn thường tham gia những bữa tiệc xã giao, một ngày nhiều khi đi ăn vài lượt. Thế nhưng vào những trường hợp đó nhiều khi đều có thể dùng nước để thay thế. Trong lúc bàn luận với bố của Liêu An Như, Vương Tử Quân được nghe nhiều về tình huống của thôn Yên Chi Nam, nghe được những thay đổi của những người quen nhưng cả đời này lại biến thành không quen, hắn càng biết rõ mục đích của bố Liêu An Như khi đến thành phố Giang Thị. "Thầy Vương, khi nào nhà máy ép dầu đậu phộng được xây dựng, tôi nhất định sẽ tặng dầu cho anh, những thứ khác thì không chắc, thế nhưng chất lượng của dầu thì nhất định sẽ được đảm bảo." Bố của Liêu An như vỗ ngực của mình và lớn tiếng nói. Vương Tử Quân gật đầu cười, hắn nâng ly rượu lên và nói: "Chú Liêu, cháu ở đây chúc cho nhà máy dầu trong thôn ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều nguyên liệu, khai trương tốt đẹp." Bố của Liêu An như tất nhiên rất quan tâm đến chuyện của nhà máy dầu, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân chúc nhà máy ép dầu khai trương thuận lợi và may mắn, thế là trên gương mặt ngăm đen chợt nở nụ cười sáng lạn. Ngượn lời chúc mừng may mắn của anh, thầy Vương lời nói này của anh thật sự chính là những thứ mà toàn thể thôn dân yên chi nam muốn nghe nhất bố của liêu an như gắp một miếng thịt thủ sau đó cười nói thôn chúng tôi mở ra một nhà máy ép dầu đây chính là hạng mục mà chúng tôi tự quyết định tôi sở dĩ có thể đến đây chủ yếu là hưởng nhờ hào quang của tiểu như tiểu như nhà tôi là sinh viên bây giờ đang học ở đại học giang thị có tri thức có văn hóa vì vậy mà rất có uy tín trong thôn thế nên không để tôi đến thì cho ai đến Bố của Liêu An như nói về con thì gương mặt tràn đầy vẻ tự hào, trong ký ức của vương tử quân thì vị bố vợ kiếp trước này có vẻ khá chán nản nhưng lại thích khoe khoang, nhưng bây giờ hắn nghe những lời khoe khoang của bố vợ, cảm thấy những lời như vậy là rất dễ nghe. Đúng vậy, nông thôn muốn bồi dưỡng được một sinh viên cũng không dễ dàng gì, An như thật sự rất giỏi. Vương tử quân nâng ly rượu lên rồi cùng ly với bố Liêu An như. Hai người đàn ông uống rượu, Liêu An như cũng ít nói chú in Di, nàng ngồi ở bên cạnh chỉ ngẫu nhiên gắp một miếng thức ăn, nhưng càng về sau thì càng ngồi nhìn hai người đàn ông uống rượu. Nàng vốn còn lo lắng bố mình sẽ nói ra những lời gì đó xấu hổ, thế nhưng nhìn bộ dạng vương tử quân và cha mình giống như chỉ hận gặp nhau quá muộn, cảm giác lo lắng dần biến mất. Nhưng khi một bàn thức ăn dần trở nên bề bộn thì những nghi vấn trong lòng Liêu An như lại tiếp tục bùng lên như những con sóng chiều mãnh liệt, anh ấy vì sao lại tốt với mình như vậy? Tại sao phải giúp mình đi học đại học, tại sao phải mạo hiểm đắc tội với người khác, có thể quyết chiến với tôn xương hạo, tất cả là có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu của Liêu An như, khi những ý nghĩ ấy còn đang lóe lên như ánh sao thì một ý nghĩ khác can đảm hơn chợt xuất hiện. Anh ấy làm tất cả có phải vì mình, nếu thật sự là như vậy thì mình phải làm gì bây giờ? Cho anh ấy cũng được, dù anh ấy chỉ là. Liêu An như thật sự không dám tiếp tục nghĩ thêm, Nàng nhìn sang Vương Tử Quân lúc này đang thật sự có hương vị say xưa, hai mắt chợt bùng lên một làn sương mù. Sau khi chia đều một chai rượu, bố của Liêu An như muốn uống thêm nhưng lại bị Vương Tử Quân nói thôi, thật sự là không thể nào uống thêm, dùng lý do buổi chiều còn có chuyện trong trường, thế là có thể kết thúc bữa cơm hôm nay. Ba người ăn mì rồi rời khỏi quán, bữa cơm này bố của Liêu An như tính tiền, tuy Vương Tử Quân rất muốn trả số tiền vài chục đồng này Tuy hắn biết vài chục đồng cũng đủ cho bố của Liêu An như tiêu phí cả tháng, thế nhưng hắn vẫn phải nhún nhường đưa cơ hội thanh toán tiền vào trong tay bố Liêu An như. Đối với một người chú trọng thể diện, chuyện tính tiền ăn cơm cũng không quan trọng bằng mặt mũi, mà bố của Liêu An như chính là loại người như vậy, thế cho nên sự tôn trọng nhất đối với những người thế này là nên trao tặng cơ hội. Đối với một người bố vợ mà cả đời quen sống trong bần hàn thì chuyện mời thầy của con gái đi dùng cơm cũng đủ để về thôn kể chuyện say xưa với tròm xóm bạn bè nhưng vương tử quân thừa dịp bố của liêu an như đi tính tiền hắn lấy từ trong túi ra vài trăm đồng giao cho liêu an như dặn dò nàng chút nữa đưa cho bố bố của cô ở nhà làm việc cũng không dễ dàng tiền này chỉ dùng để trả tiền tôi đi trước vương tử quân nói lời từ biệt với liêu an như chỉ là vài câu đơn giản nhưng thật sự có thể làm cho người ta đứt gan đứt ruột trong lòng sinh ra cảm giác thương cảm khó tả thật sự nặng nề giống như có một đỉnh núi đè lên đầu tôi đi trước khi vương tử quân thì thảo nói ra những lời này thì vô tình không phát hiện mình có chút ngây dại, giống như hai hình bóng quen thuộc kia chỉ cần rời khỏi quán nghỉ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Rượu vào miệng thì khổ tâm, đối với một người tử lượng kém thì những lời này càng có ý nghĩa. Tử lượng của vương tử quân là không cao, khi bố con Liêu An như bỏ đi thì hắn thật sự bừng lên cảm xúc, nhưng cũng may hắn vẫn có thể kiên trì đi về đến nhà, nhưng một giấc ngủ sau đó lại đến tận chiều. Vương tử quân tỉnh lại trên giường, hắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hắn đứng thẳng người lên, sau đó ngây người đi về phía phòng vệ sinh. Có phải con đi uống rượu với Tôn Khải không? Vương Quang Vinh đang ngồi trên ghế salon, lão thấy con đi ra thì trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân thật sự bất ngờ vì bố mình vốn rất bận rộn lại có mặt trong nhà vào lúc này, hắn gãi gãi đầu nói. Không phải uống với Tôn Khải, chỉ là uống với một người bạn ở dưới xã. À, mau đi rửa mặt, ông đang chờ con đến dùng cơm. Vương Quang Vinh nói rồi bắt đầu cúi đầu đọc báo. Bố, mỗi ngày bỏ cả thời gian đọc báo cũng không hết, bố nói xem ông tìm con có việc gì vậy. Vương tử quân tiện tay cầm lấy một quả lê tân cương cắn một miếng, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sa lông. Vương Quang Vinh chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ với bộ dạng vô lại của Vương tử quân, lão đặt tờ báo xuống rồi nói. Con đã hai tháng chưa về, ông nói đang rất nhớ con. Lúc này vẫn còn chút thời gian, con nói bố nghe xem, Thời gian qua ở huyện Lô Bắc như thế nào? Triển khai mở rộng công tác ra sao? Còn như thế nào nữa đây? Bố ạ, à, tất cả vẫn như trước thôi." Vương Tử Quân tuy dùng một câu trong bài hát của kiếp trước, thế nhưng câu nói tiếp theo lại có thể giới thiệu tình huống ở huyện Lô Bắc một cách không quá rõ ràng. Vương Quang Vinh là một thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lão là người cực kỳ nhạy cảm, lão biết con mình ở huyện Lô Bắc tỉnh Chiết Giang sẽ phát triển khó khăn thế nào. Con trai có đặc điểm tốt là rất dẻo dai, có khả năng, có thể liều mạng công tác, lại có lão và ông nội đứng sau lưng, có gặp phải bất kỳ vấn đề gì cũng không đến mức sách vali về nhà, vào thời điểm mấu chốt còn có thể vận dụng nhiều mối quan hệ. Nhưng bây giờ thì khác, quan huyện không bằng quan đang quản lý, lão rất hiểu ý nghĩ câu nói này. Thế cho nên khi nghe con trai nói tất cả vẫn như trước thì Vương Quang Vinh chợt cảm thấy an tâm trong lòng hơn rất nhiều, ý nghĩa lời nói của con trai đã quá rõ ràng, dù là huyện Lô Bắc vào thời điểm này cũng đang vận hành theo ý chỉ của con mình là một chủ tịch huyện mà có thể khống chế được tình thế có thể làm được như vậy cũng không dễ dàng gì nhưng vương quang vinh trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn dùng giọng có chút lo lắng hỏi nghe nói vị bí thư huyện ủy của huyện lô bắc là một cán bộ của bộ và ủy ban trung ương xuống tuyến dưới rèn luyện chính là dương quân tài không lớn hơn con vài tuổi chật chật cán bộ của bộ và ủy ban trung ương thật sự rất tốt cho xuống một vị lãnh đạo khá giỏi khi vương tử quân ở huyện Lô Bắc dù có rất nhiều người đi theo nhưng vẫn có nhiều lời cần chôn giấu trong lòng, nhưng khi về nhà đối mặt với bố là vương Quang Vinh, hắn thật sự mở miệng không che đậy, thẳng thắn nói ra những lời trong lòng. Tiểu tử thối, đây không phải là quả bay lên đầu heo sao? Chỉ thấy chỗ đen của người ta mà không thấy chỗ đen của mình. Con cũng còn chưa có tư cách này, trước mắt thì người ngoài nhìn vào sẽ cho ra ý nghĩ con là một người có cây lớn rể sâu mà thôi. Vương Quang Vinh cười mắng một tiếng, sau đó lão cười hì hì nói. Còn trẻ như vậy đã là lãnh đạo một phương, xuống cơ sở rèn luyện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, xem ra vị bí thư dương kia chính là đối tượng được gia đình bồi dưỡng trọng điểm. Còn không phải như vậy sao? Con còn muốn sống chung với anh ta một cách tốt đẹp, nhưng không ngờ người này vừa lên chức đã cho ra một đòn phủ đầu, con không có biện pháp nào khác chỉ có thể vung tay mà thôi. Vương tử quân nói ra hai chữ vung tay có vẻ rất hời hợt, Thế nhưng ý nghĩa của nó là thế nào thì Vương Quang Vinh hiểu rất rõ, gương mặt không cho là đúng vào lúc vừa rồi chợt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Lão đã công tác đến địa vị vào lúc này, tất nhiên sẽ có những hiểu biết đại khái về Dương gia ở thủ đô, Dương Quân tài tuổi còn trẻ đã được cho xuống tuyến dưới rèn luyện và làm chủ một phương, ý nghĩa của nó là thế nào thì đã quá rõ ràng rồi. Con trai của mình chơi cao tay với một người như vậy, hai bên đối mặt sẽ phát sinh va chạm, có thể làm sao đây? Bây giờ huyện Lô Bắc không còn là của tỉnh Chiết Giang, nó thuộc về tầm quản lý của tỉnh Sơn Nam, nơi đó lại là địa bàn mà Dương Gia có lực ảnh hưởng rất sâu rộng. Tử quân, trà trộn quan trường cũng không nên tranh đấu anh chết tôi sống, biện pháp tốt nhất chính là những gì bố muốn nói với con, chia tay lên trên, nên nắm chặt tay bên dưới, đồng sự tay bắt tay, như vậy chính mình mới là một cán bộ có hướng phát triển tốt. Chính trị không có bạn bè thật sự, chỉ có minh hữu tương quan về lợi ích, nhưng dù vậy thì đấu tranh chính trị cũng cần phải vạch ra một sách lược rõ ràng. Vương Quang Vinh trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng dùng giọng thấm thiên nói với Vương Tử Quân. Những lời của bố tuy không dễ nghe nhưng Vương Tử Quân biết đó chính là bí kíp mà đám người đang lăn lộn trong quan trường cực kỳ tôn sùng, thế là hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Bố, có một số việc, có một số thời điểm thì nhất định cần phải xông lên. Con trai nói ra câu, có một số việc, có một số thời điểm ép người ta phải xông lên, điều này thật sự làm cho gương mặt của Vương Quang Vinh liên tục biến đổi. Cũng không phải đây là lần đầu tiên lão được nghe những lời thế này, thế nhưng người mở miệng nói lại không giống nhau, trước kia người nói ra câu thế này chính là vị bí thư tỉnh ủy chiết giang nhất ngôn cửu đỉnh quyền uy tuyệt đối, nhưng bây giờ người mở miệng nói ra lại chính là con trai của mình. Vương Quang Vinh thầm thở dài một hơi, lão cũng không tiếp tục lên tiếng. Lão biết rõ cẩn thận và chặt chẽ chính là những ưu điểm của mình, nhưng đó cũng chính là những khuyết điểm, lão là một lãnh đạo thì rất phù hợp, thế nhưng lại thiếu một chút đảm đương. Khuyết điểm này đôi khi không coi vào đâu, thế nhưng vào đúng thời điểm lại biến thành khuyết điểm chí mạng của từng người. Cẩn thận chặt chẽ không phải là sai lầm gì lớn, nhưng muốn được việc, vào đúng thời điểm thì một vị lãnh đạo cũng cần phải biết sông lên, dám làm, dám đảm đương. Hai cha con tiếp tục nói chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó đi về phía nhà của ông cụ lúc này ánh đèn đã sáng lên trên đường một căn nhà với khu vườn đầy dây tường xuân và dây nho làm cho người ta sinh ra cảm giác mông lung đẹp đẽ trên bàn đá trong khu vườn đã được bày sẵn đủ loại thực phẩm bánh trái ông cụ ngồi trên vị trí đã nhiều năm không thay đổi đang lẳng lặng chờ hai cha con vương tử quân đi đến vương tử quân vừa lên tiếng chào ông nội thì chợt nghe thấy có người ở trong nhà hô lên ông vương táo để đâu thế giọng nói kia rất trong trẻo dễ nghe Vương lão vốn đang cười ha hả, bây giờ gương mặt càng có thêm cảm xúc vui sướng. "Nhà đầu, trong tủ chứa đồ ở nhà bếp, cháu đợi một lát, ông sẽ cho Tử Quân đến giúp." Vương lão vừa lên tiếng vừa nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của ông cụ, thế là hắn vội vàng đi vào nhà. Hắn bật đèn, lúc này bên trong sáng như ban ngày, khi Vương Tử Quân đi đến bên cửa thì một hình bóng xinh đẹp thanh xuân chợt xuất hiện ngay trước mặt. Vương Tử Quân tất nhiên rất quen thuộc với gương mặt này, thế nhưng khi gặp mặt thì hắn giống như tỏ ra kinh sợ vì vẻ đẹp và ánh sáng phát ra từ gương mặt của nàng, ánh sáng đó thật sự kinh động lòng người, làm cho người ta nhìn thấy thì sinh ra một cảm giác si mê khó thể phát giác được. "Anh Tử Quân, anh đúng là vong ân phụ nghĩa, em cả ngày muốn đi chơi với anh, anh về đến nhà thì cũng không chào hỏi em một tiếng sao?" Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo màu vàng, bên dưới là một chiếc quần cộc trắng lại được mái tóc đuôi ngựa phụ trợ cho càng thêm xinh đẹp, gương mặt và nụ cười của nàng thật sự giống như ánh hào quang phát ra trên người thiên sứ. Dù Vương Tử Quân thật sự rất có sức đề kháng với những chuyện tình cảm phát sinh không có ý nghĩa, thế nhưng lúc này hắn vẫn rất muốn ôm cô gái tốt đẹp kia vào trong lòng. Tuy hắn biết như vậy là rất mất đạo đức, nhưng trái tim của hắn lúc này lại đang tung hoành ngang dọc, thật sự giống như một con ngựa thoát cương, làm cho tình cảm bay lên mãnh liệt. Nhà đầu đúng là Buổi trưa anh định đến tìm gặp em, lại không ngờ gặp mặt người quen, sau đó phải tiếp rượu. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi vào nhà bếp. Chỉ có lợi cho anh. Lâm Dĩnh Nhi cười hì hì, sau đó trên tay nàng không biết đã xuất hiện một quả táo lớn từ khi nào, nàng nhét trái táo vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt ngẩn ngơ với trái táo của Lâm Dĩnh Nhi, ngay sau đó thấy nụ cười tinh nghịch của nàng, hắn sao lại không đoán ra được nha đầu này thuần túy bắt mình vào tìm táo chỉ là một cái cớ. Vương Tử Quân còn chưa kịp cười thành tiếng thì Lâm Dĩnh Nhi đã cầm lấy một rổ táo chạy ra ngoài, chỉ để lại Vương Tử Quân đứng ngây người cầm quả táo trên tay. Các cô gái luôn có ý nghĩ lãng mạn, Vương Tử Quân lắc đầu, trong lòng thầm than, đóa hoa này chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không nên hái. Đối với Lâm Dĩnh Nhi thì nên bảo trì một khoảng cách nhất định, nếu không thì sẽ khó thể nào xong việc được. Hôm nay tâm tình của Vương lão là rất tốt, lão phá lệ lấy ra một chai rượu Mao Đài được cất giữ hơn 20 năm chỉ vì buổi trưa Vương Tử Quân uống rượu hơi nhiều, thế cho nên lúc này chỉ nếm thử một vài ly rồi ngừng. Tiểu tử này đúng là, tử lượng vẫn là như vậy, cũng không biết cậu công tác ở dưới cơ sở như thế nào được. Vương lão nâng ly rượu lên, lại dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vương Tử Quân khẽ cười nhưng hắn cũng không muốn nói những chuyện mình uống rượu dưới nông thôn như thế nào. Cũng may Vương lão biết tử lượng của đứa cháu này không thể cao, thế cho nên mắng một câu yêu thương thì thay đổi chủ đề ông nghe nói người ta vừa đến nhận chức thì cháu đã dạy cho một bài học nhớ đời vương tử quân chợt ngây người hắn tất nhiên biết rõ người ta trong lời của ông nội là ai hắn giật mình chính là không ngờ ông nội của mình ngày thường chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ dưa cà và trái cây không ngờ lại thấu hiểu những chuyện bên ngoài như vậy lại biết rõ ràng như thế vương tử quân trầm ngâm trong giây lát rồi nở nụ cười không một tiếng động hắn chân thành nói không nghiêm trọng đến mức như vậy ông nội nhưng đó chỉ xem như là một chút tranh đấu nho nhỏ mà thôi cháu đấy không thể sống yên ổn một chút được sao ở tỉnh sơn nam an phận một chút cũng không có gì là không tốt vương lão chỉ vào vương tử quân rồi nói tiếp người ta chơi trò cao tay một lần tất nhiên sẽ có thêm nhiều lần khác cháu nói xem cháu làm gì mà người ta vừa đến đã dương cung bạt kiếm để hai bên đối chọi gay gắt như vậy vương tử quân cười cười không nói gì Vương lão dù đang nói với vương tử quân thế nhưng lại tỏ ra rất tán thành về năng lực của cháu mình, lão lại nhấc ly rượu lên làm một ngụm rồi nói. Ông có hai người bạn ở tỉnh Sơn Nam, chừng nào cháu có thời gian thì đến mà thăm hỏi, dù chuyện lớn không giúp được, thế nhưng chuyện nhỏ thì không thể nói chơi. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn cung kính đồng ý, hắn biết rõ ông nội đang sợ mình bị ức hiếp ở tỉnh Sơn Nam, thế cho nên đặc biệt giới thiệu người để nhờ cậy. Vương lão ngồi trên bàn cơm, thế cho nên bữa cơm thật sự rất hòa nhã. Lâm Dĩnh Nhi tuy ngồi ngay bên cạnh vương tử quân thế nhưng cũng chỉ nói được vài câu, phần lớn thời gian đều nghe ông cụ mở miệng nói về những việc lặt vặt trong nhà. Trang càng lúc càng sáng, bầu không khí càng lúc càng mát lạnh, Lâm Dĩnh Nhi đi, cả khu vườn chỉ còn lại ba người nhà vương tử quân. Ông cụ nhìn bộ dáng sôi nổi như một con nai con của Lâm Dĩnh Nhi, lão khẽ thở dài một hơi nói. Dĩnh Nhi là một cô gái tốt, đáng tiếc là tử hoa không nên thân, căn bản không xứng với nó. Vương tử quân tuyệt đối không ngờ ông mình lại có tâm tư như vậy, trong lòng hắn khẽ động, chỉ sau nháy mắt đã thở dài một hơi. Âm thanh báo có tin nhắn khẽ vang lên bên tai vương tử quân, hắn vội vàng lấy máy nhắn tin ra xem, chợt thấy trên màn hình xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ. Đi dạo phố không? Không có một con số nào nhưng vương tử quân biết rõ đây là tin nhắn của Lâm Dĩnh Nhi, hắn nhìn bốn chữ đơn giản, trong lòng chợt xuất hiện hình ảnh của một cô gái sôi nổi hoạt bát. Đi hay không? Hai ý nghĩ này liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, khi hai ý nghĩ này liên tục biến đổi thì trong lòng hắn tràn đầy mâu thuẫn. Làm sao vậy, Tử Quân, ông thấy cháu có chút không yên lòng. Vương Lão Gia Tử thấy bộ dạng sau khi xem máy nhắn tin của Vương Tử Quân, thế là không khỏi khẽ hỏi một câu. Không có gì, ông nội, Tôn Khải nhắn cháu ra ngoài đi dạo, vương tử quân định nói có người trong huyện đến báo cáo công tác nhưng lời đến bên miệng thì lại không biết vì sao biến thành thế này vậy cháu đi đi đừng ngồi lại đây với hai người chúng tôi cháu còn trẻ cả ngày cũng đừng kéo căng như sợi dây cung nên buông lỏng thì cứ buông lỏng vương lão gia tử vung tay lên nói lời khéo hiểu lòng người tỏ ý rằng vương tử quân có thể rời đi tuy vương lão gia tử đã cho phép đi ra ngoài vương tử quân cũng rất cam tâm tình nguyện thế nhưng hắn vẫn buồn bực tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ một người đàn ông lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ muốn vui cho chính mình, trong lòng cũng có một nguyện vọng bức thiết muốn đến gần Lâm Dĩnh Nhi sao? Đứng lại, để tiền lại cho tao. Một âm thanh buồn bực vang lên sau lưng vương tử quân, sau đó một thứ gì đó như là cây gỗ rất thô đã chĩa vào sau lưng hắn. Vương tử quân đang có chút bàng hoàng, hắn chợt ý thức được có thứ gì đó chống lên sau lưng mình, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, căn bản không suy nghĩ nhiều, cơ thể nhanh chóng đổ về phía trước. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân rất chú ý rèn luyện sức khỏe, tuy hắn không mạnh mẽ bằng những người được huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng nếu so với người bình thường thì lại lợi hại hơn rất nhiều. Vương Tử Quân không ngờ rằng sau khi đổ người về phía trước và chợt quay ngoắt lại ôm lấy người phía sau, cơ thể kia sau khi bị giữ chặt lại giống như không còn chút sức lực nào. Thế cho nên hắn cũng không bỏ qua cơ hội, thuận thế đẩy đối thủ ngã xuống đất, sau đó chính hắn cũng thuận tiện đè lên Ôi, một tiếng rên khẽ vang lên, lúc này Vương Tử Quân mới ý thức được một điều gì đó, nhà đầu kia sao lại quấy rối mình. Khi ánh mắt của hắn nhìn xuống bên dưới theo ánh trăng, hắn phát hiện gương mặt kinh hoàng của Lâm Dĩnh Nhi đã xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này Vương Tử Quân rơi vào sút hế không thể nào thu lại, cơ thể đã ngã xuống đè lên, hai người dính chặt vào nhau, đồng thời cũng áp người lên bộ vị căng cứng trước ngực nàng. Anh không phải cố, Vương Tử Quân định lên tiếng giải thích đúng lúc ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy cặp mi khẽ nhắm lại trên gương mặt xinh đẹp ở đối diện, thế là trong đầu chợt nổ ầm một tiếng, vô tình hắn chìm đắm trong cảm giác được nằm trên cơ thể mềm mại bên dưới. Hai môi của hắn có chút kích động, sau đó lại mang theo một con sóng nhiệt rất mạnh, nó áp lên cặp môi như hoa tươi của Lâm Dĩnh Nhi. Khí nóng trên người vương tử quân giống như đang nhiệt tình thiêu đốt Lâm Dĩnh Nhi, hai người dùng cặp môi để chiến đấu, thở hồn hền cánh tay của vương tử quân chỉ sau nháy mắt đã tiến đến bộ vị mềm mại trước ngực của Lâm Dĩnh Nhi trong trạng thái kích tình theo đúng bản năng. Đêm tĩnh lặng không tiếng động, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trên bãi cỏ là một đôi nam nữ, chỉ sau khoảnh khắc thì cặp đôi đã rơi vào trong trạng thái yêu thương khó thể nào kháng cự. Ôi! Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy không thể nào thở nổi, nàng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng rên của nàng cũng xem như đánh thức vương tử quân đang chìm đắm trong tận cùng mê say hắn nhìn bộ dạng kinh hoàng như một con nai nhỏ của lâm dĩnh nhi ở bên dưới thế là đột nhiên cảm thấy hành động của mình giống như có chút thái quá cảm giác trên hai bàn tay làm cho vương tử quân giật mình hắn chợt phát hiện hai bàn tay của mình không biết đã đưa vào trong áo của lâm dĩnh nhi từ khi nào tuy vị trí không giống nhau thế nhưng dù là hướng lên hay hướng xuống cũng sẽ nhằm đúng vào những vị trí mẫn cảm trên người nàng nhưng đó cũng không phải là hành vi làm cho vương tử quân quá xấu hổ Điều làm hắn cảm thấy khó chịu nhất chính là bộ vị cứng rắn ở phía bên dưới của mình đang gác lên chiếc quần cộc nhỏ của Lâm Dĩnh Nhi, trời thu mát lạnh nhưng bên dưới thì nóng hôi hổi. Biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian đứng lên rời khỏi người Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng cơ thể say mê của cô gái bên dưới thật sự làm cho hai bàn tay của Vương Tử Quân khó thể nào có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi tuyệt cảm. Mau buông ra thôi, Vương Tử Quân cảm thấy rất sốt ruột, hắn ra lệnh cho hai bàn tay của mình mà hai bàn tay của hắn cũng dùng sức lực cực mạnh và cực nhanh rời khỏi vị trí hiện tại nhưng điều làm cho hắn cảm thấy đỏ mặt chính là khi bàn tay chuẩn bị rời khỏi vị trí yếu hại nó cũng không quên xoa nắn thêm một lượt cuối cùng xoa nắn cái gì vậy vương tử quân sinh ra cảm giác hận không thể chặt đứt tay của mình hắn kháng nghị với chính mình một cách không tiếng động thế nhưng hắn kháng nghị như vậy thì nào có được gì dĩnh nhi anh anh không phải vương tử quân cuối cùng cung đứng lên khỏi người lâm dĩnh nhi hắn thì thào khẽ giải thích với nàng nhưng hắn gần đây nổi tiếng là một vị chủ tịch miệng lưỡi sắc bén lúc này lại cảm thấy mình nói gì cũng không phải anh đúng là khốn kiếp lâm dĩnh nhi khẽ đứng lên khỏi mặt đất âm thanh trong trẻo và thẹn thùng cặp lông mi trên mặt lại giống như một cánh quạt phe phẩy sau khi nàng nói ra năm chữ thì nhanh chóng chạy về phía khu nhà của lâm trạch viễn giống như một con nai hoảng sợ tuy không thể nói là một kẻ tung hoành bụi hoa tê hế nhưng nhìn cô gái vội vàng bỏ chạy hắn cũng có thể hiểu được những ý nghĩ của nàng hắn nhìn hình bóng cô gái biến mất dần trong đêm tối hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn ngay sau đó lại sinh ra cảm giác vui mừng một cảm giác vui mừng xuất phát từ tận đáy lòng làm cho người ta nói không nên lời nhưng lại có thể cảm ứng được một cách cực kỳ rõ ràng rõ ràng đàn ông đều là cầm thú vương tử quân lẩm bẩm một câu sau đó hắn xoay người đi về phía nhà mình hắn cũng không giải thích vì dù hắn có nói thế nào cũng khó thể giải thích rõ ràng vì sao mình lại ép Lâm Dĩnh Nhi nằm xuống, cũng không thể giải thích được vì sao hai bàn tay của mình lại tác oai tác quái như vậy, làm sao có thể giải thích được vì sao môi của mình lại áp lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Lại là một tình huống không hay, Vương Tử Quân trước nay luôn cố gắng tránh né chuyện tình cảm, nhưng bây giờ không biết trời xui đất khiến thế nào lại có thêm một Lâm Dĩnh Nhi rơi vào trong tay. Mình chỉ muốn xem cô ấy là em gái. Chủ tịch Vương nhìn lên trang sáng mà lên tiếng giải thích và cố gắng tỏ ra mình có tư thái đường hoàng, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, mình dù có mở miệng nói thế nào thì cũng như không mà thôi. Vương Tử Quân những ngày nay không được ngủ nhiều, sau khi suy nghĩ một lượt về những gì vừa xảy ra, hắn cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ trước. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên khá mạnh làm cho Vương Tử Quân tỉnh thức khỏi giấc mộng đẹp, lúc này đầu óc của hắn đang còn rất mơ hồ. Tuy rất không muốn nhưng dù thế nào cũng không thể không rời khỏi giường, dù sao thì người đang gõ cửa cũng là mẹ mình. "Này, con trai, xem ra gần đây lại có bệnh lười nữa rồi, xem con ngủ đến mấy giờ rồi kìa. Mau đi tiếp điện thoại, là Tô anh gọi đến." Triệu Tuyết Hoa thấy con trai đã thức dậy thì dùng giọng yêu thương nói lời oán trách. "Tô anh gọi điện thoại đến." Vương Tử Quân đang chìm trong giấc mộng đẹp và bị đánh thức cảm thấy rất mất vui, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải chạy đến nghe điện thoại. Alo, anh à, mau đến đây nhanh lên, bố của chị An như bị người ta đánh cho một trận. Những âm thanh rồn dập vang lên từ đầu dây bên kia, Vương Tử Quân vừa nghe được âm thanh này thì nhanh chóng tỉnh táo được hơn một nửa. Tuy hai bên chỉ uống rượu với nhau một bữa, Vương Tử Quân cảm thấy mình và bố vợ kiếp trước khó có cơ hội gặp mặt tiếp theo, thế nhưng lúc này nghe nói ông ấy bị người ta đánh, trong lòng hắn chợt bùng lên một cảm giác phẫn nộ và sốt ruột. Em đang ở chỗ nào? Anh đến ngay đây vương tử quân vừa nói vừa nhanh chóng thay quần áo ở cổng nhà máy thần hoa anh đến mau lên tô anh nói rồi trực tiếp cúp điện thoại vương tử quân vội vàng đặt điện thoại xuống sau đó hắn nhanh chóng mặc quần áo lại nhanh chóng chạy ra gian ngoài con trai có việc gì mà gấp gáp như vậy đến ăn cơm đi triệu tuyết hoa thấy con trai vội vàng chạy đi thì cũng lớn tiếng gọi vương tử quân nhìn món bánh rán trong tay mẹ Hắn biết rõ đó là thứ mà mẹ mình tự tay xuống bếp chuẩn bị, nếu có thời gian thì hắn nhất định sẽ ở nhà ăn sạch, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể để cho mẹ thất vọng mà thôi. Vương Tử Quân vươn tay lấy một cái bánh, sau đó hắn nhét ngay vào trong miệng, lại lớn tiếng nói. "Mẹ, tôi anh tìm con có chuyện gấp, con phải đi trước." Vương Tử Quân vừa nói vừa kéo cửa chạy ra ngoài. Vương Tử Quân lần này về nhà không đem theo xe, thế nên hắn cũng chỉ có thể gọi taxi. Taxi đôi khi cũng cực kỳ quái dị, khi không muốn sử dụng thì từng chiếc xe chạy ngang qua bên cạnh, người ta còn thò đầu ra hỏi có đi xe không, nhưng khi mình muốn ngồi xe, hắn chợt phát hiện taxi đã chạy đi đâu hết, hoặc trên xe đã có người ngồi. Vương Tử Quân vẫy hai chiếc taxi không hiệu quả, hắn chợt hận mình không thể tự chạy đến, may mà khi hắn chuẩn bị áp dụng kế hoạch chạy bộ thì một chiếc taxi chạy đến như bay. Đến nhà máy cơ giới thần hoa. Vương Tử Quân mở cửa và nhanh chóng nói một tiếng với tài xế, hắn ngồi xuống mà nóng lòng như lửa đốt, "Tô Anh sao lại đi cùng với Liêu An như thế này?" Tuy kiếp trước quan hệ giữa Tô Anh và Liêu An như là không tệ, thế nhưng tất cả đều được thành lập sau khi mình có quan hệ hôn nhân với Liêu An Như, bây giờ mình đã không nhất định sẽ kết hôn với Liêu An Như, hai người bọn họ sao có thể quen biết nhau? "Đừng nói là phần quan hệ này cũng có thể kéo từ kiếp trước đến hiện tại." nhưng vương tử quân cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này dù sao thì bây giờ nó cũng không quá nghiêm trọng bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn chính là tìm hiểu vì sao bố vợ của mình lại bị người ta đánh vương tử quân nghĩ đến tình huống hôm qua bố của liêu an như có nói thôn mình sắp mở một nhà máy ép dầu máy móc phải lấy từ nhà máy cơ giới thần hoa khi trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ mới thì chiếc taxi đã dừng lại vương tử quân ném ra hai chục đồng hắn cũng không cần nhận lại tiền lẻ mà nhanh trong bước xuống taxi chợt thấy ngay trước mắt là cánh cổng của nhà máy cơ giới thần hoa. Lúc này có một đám người đang đứng xung quanh xem náo nhiệt, vương tử quân nhìn thoáng qua đám người kia, chợt sinh ra một cảm giác không hay. Có chuyện gì xảy ra? Vương tử quân xông vào trong đám người, hắn thấy bố của Liêu An như đang ngồi xổm dưới đất, đỉnh đầu bị thương, máu nhuộm đỏ. Liêu An như đang quỳ trên mặt đất, nàng ôm lấy bố mình, đồng thời dùng giọng kích động lớn tiếng nói với ba tên đàn ông mặc trang phục công nhân của nhà máy cơ giới thần hoa. Tô Anh đứng bên cạnh Liêu An Như, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng đỏ bừng bừng, lúc này nàng nổi giận dùng ánh mắt tức tối nhìn đám người chung quanh, thế nhưng lại sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Đi ngay, đừng đến đây quấy rối, muốn lừa gạt sao. Đừng hòng, nhìn cho rõ đây, đây chính là nhà máy cơ giới thần hoa, cũng không phải là nơi mà các người tùy ý nói gì cũng được. Lát nữa cảnh sát đến, chúng ta đến đồn công an nói cho rõ ràng một tên khá mập trong số ba tên đàn ông của nhà máy cơ giới thần hoa lớn tiếng quát với nhóm liêu an như với gương mặt thật sự mất kiên nhẫn cảnh sát đến thật sự rất đúng lúc tôi sẽ báo án các anh đánh bố tôi thành bộ dạng thế này bây giờ còn muốn quay ngược lại nói chúng tôi vụ oan hãm hại hôm nay nếu các anh không trả lời rõ ràng tôi sẽ không để yên cho các anh liêu an như tuy có bộ dạng nhu nhược nhưng lời nói ra ngoài miệng lại cực kỳ kiên cường đúng chúng ta cần phải để cho chính quyền phán xử hôm nay nếu các người không trả lời cho rõ ràng chúng tôi sẽ tố cáo tôi không tin đây là trốn không nói lý lẽ tô anh cũng là một người nóng tính lúc này lời nói càng thêm hùng hồn nói lý lẽ tốt chúng tôi sẽ nói lý lẽ người đàn ông mập mạp dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua tô anh và liêu an như sau đó nhổ một bãi nước miếng nói khi người đàn ông kia lên tiếng thì vương tử quân đã nhanh chóng đi đến tô anh và liêu an như đang có chút bối rối lúc này thấy vương tử quân đi đến thì vẻ mặt cả hai đều có chút thả lòng. Liêu An như vừa rồi còn lớn tiếng cự cãi với người đàn ông kia, bây giờ giống như không kiềm chế được, nàng giống như gặp được người thân, hai mắt chua xót, nước mắt rơi xuống lã trã. Có người đến nữa sao? Nhưng hôm nay dù ai đến thì cũng không làm gì được, các người đến đây phá hoại, ảnh hưởng sản xuất của nhà máy quốc doanh, hôm nay nếu như không giam các người một hai năm thì không thể bỏ qua. Tên đàn ông kia nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi tiếp tục dùng giọng hung ác nói. Vương Tử Quân đang định lên tiếng thì tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa truyền đến, chỉ mất một phút thì xe cảnh sát đã xuất hiện ngay sát hiện trường. Đồn Trường Triệu, anh đã đến rồi. Tên đàn ông trung niên kia vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ thấy tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát từ trên xe đi xuống thì tiến lên chào đón với gương mặt tràn đầy nụ cười. À, anh tôn, chỗ này của anh xảy ra chuyện gì sao? đồn trưởng triệu hơn 30 tuổi, là một người cao lớn thô kệch trên người là một bộ đồng phục cảnh sát kiểu cũ, nhìn qua rất không phối hợp, nhưng chiếc còng sáng loáng lóe lên bên người làm cho người ta nhìn thấy rất rõ ràng. Tên đàn ông được xưng là anh Tôn chỉ về phía bố của Liêu An như đang ngồi trồm hổm trên mặt đất rồi nói. Đồn trưởng triệu, người này đến mua máy ép dầu, bây giờ muốn lừa bịp tống tiền chúng tôi, còn có những hành vi ngăn cản hoạt động sản xuất của nhà máy, dưới tình huống bị công nhân của nhà máy ngăn cản mà té ngã bị thương trên đầu. Kẻ này dám đến lừa gạt tống tiền nhà máy chúng tôi, anh nói xem bây giờ sao loại người gì cũng có, bầu không khí xã hội sao lại bị phá hoại như vậy, chúng tôi yêu cầu xử lý rõ ràng những vụ việc như thế này. Anh nói bậy, Liêu An như giống như một con sư tử bị chọc giật, nàng chợt thét lên với tên đàn ông họ tôn. chương 294, chất lượng là danh dự hàng đầu. ồn ào cái gì, Đến đồn công an rồi nói sau. Tên đồn trưởng Triệu rõ ràng cho thấy mình là người lệch sang một phía, hắn cũng không chờ Liêu An như nói cho xong, đã dùng giọng mất kiên nhẫn quát lớn. Tuy trong lòng tràn đầy tức giận thế nhưng Liêu An như vẫn thật sự có chút e sợ theo bản năng với lực lượng cảnh sát, chỉ là lúc này vì bố bị đánh đến mức tức giận khó thể kiềm chế, thế cho nên mới không chịu bỏ qua. Xe cứu thương sắp đến, ít nhất lúc này cũng không thể theo các người đến đồn công an các người muốn điều tra thì đến bệnh viện đi. Vương tử quân thấy bộ dạng của tên đồn trưởng triệu, cũng biết có chuyện gì xảy ra, thế cho nên cũng lười nói nhảm. Vương tử quân quyết định trước tiên đưa bố của Liêu An Như đến bệnh viện rồi nói sau, còn chuyện này xử lý như thế nào thì sau hãng nói. Đồn trưởng triệu là người có thói quen hoành hành ngang ngược trong vùng quản hạt của mình, lúc này thấy tên thanh niên không phục tùng theo sắp xếp của mình, thế là cảm thấy không thể nhịn được, trong lòng cũng bốc lên vài phần tức giận hơn nữa thu tiền của người ta, tất nhiên phải giải quyết ưu phiền cho người ta, một chiếc xe cảnh sát của đồn công an là do nhà máy thần hoa tài trợ, nếu cứ để cho người ta đi như vậy, sau này nhà máy thần hoa sẽ chưa chắc tiếp tục tài trợ, như thế được không bù mất, thế cho nên cũng chỉ có thể lớn tiếng hùng hổ mà thôi. Đều không cho đi, người này chẳng qua chỉ là chảy ra đầu mà thôi, không nên đưa đến bệnh viện để làm chuyện bé xé ra to. Trước tiên nói rõ ràng vấn đề của các người, điều tra cho rõ ràng, Đến lúc đó đi băng bó cũng không muộn. Đồn trưởng Triệu vung tay lên, sau đó nói với hai tên cảnh sát ở bên cạnh. Đưa bọn họ lên xe. Hai tên cảnh sát kia tất nhiên là nghe lời đồn trưởng, sau khi nghe thấy đồn trưởng lên tiếng thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Liêu An như nói. Đi thôi, đến đồn công an giải quyết vụ việc, đừng đứng trước cổng xí nghiệp của người ta, làm xấu đi hình tượng của xí nghiệp. Liêu An như cắn răng không nói lời nào mà vẻ mặt bố của Liêu An như lại có chút cảnh giác, lão ngập ngừng nói. Đồng chí, chưa nói đến chuyện tôi bị thương trên đầu, nhưng đám người này bán máy cho thôn xóm mà lại không quan tâm gì đến chất lượng, máy móc đã gì xét cả rồi. Anh nói xem, như vậy tôi biết phải nói thế nào với người trong thôn đây. Còn dài dòng cái gì, còn không mau đưa bọn họ lên xe. Đồn trưởng triệu nhìn thấy đám người của nhà máy thần hoa đưa mắt nhìn đến, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, Hắn trầm giọng nói với hai tên cảnh sát đi theo mình. Các anh ở đồn công an nào? Các anh thấy có người bị thương mà không đưa đến bệnh viện, như vậy là quy tắc phục vụ nhân dân sao? Vương Tử Quân nhìn vết thương trên đầu của bố Liêu An Như, hắn có chút căm tức. Đồn công an phường Bắc Miếu, có gì sao? Cậu là ai, chạy đến đây nói gì vậy? Tiểu tử, tôi hoài nghi cậu chính là người khởi xướng chuyện này, đi thôi, theo tôi về đồn công an hỗ trợ điều tra. Đồn trưởng Triệu cảm thấy mất vui vì hành vi chen ngang của Vương Tử Quân, thế là khẽ cất bước lê thân hình hơi to néo đi về phía Vương Tử Quân, trên mặt là một nụ cười nhạo. Tốt, tôi cũng muốn xem đồn công an các anh xử lý như thế nào. Vương Tử Quân vừa nói vừa nhìn sang gật đầu với Liêu An Như. Hai người đưa chú Liêu đến bệnh viện, chuyện nơi đây có tôi lo. Liêu An Như và Tô Anh đều gật đầu, sau đó bọn họ vươn tay muốn nâng bố của Liêu An Như lên, muốn đỡ đi thầy vương chuyện này không liên quan đến anh hay là tôi đi thôi tôi bị thương không nặng tôi có thể chịu được nhưng máy móc là người trong thôn góp tiền mua tôi không thể nào bỏ mặc được bố của liêu an như lúc này cũng không muốn đi đến bệnh viện trong lòng lão chỉ chú tâm vào những chiếc máy ép dầu của nhà máy thần hoa không có gì chú và an như cứ đến bệnh viện cháu đảm bảo sẽ có thể để bọn họ đưa đến những máy móc có chất lượng tốt nhất vương tử quân nói xong thì xe cứu thương cũng chạy đến đồn trưởng triệu thật sự giống như không thể nào đoán được địa vị của vương tử quân ở trong xã hội, trong lòng vốn cũng có chút kiêng kỵ. lúc này nghe thấy bố của Liêu An như gọi là thầy vương, thế là trái tim lo lắng cũng được đặt vào trong lồng ngực. Trong tỉnh thành, hắn sợ đối phương là một cán bộ của khối chính quyền tỉnh, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không sợ một giáo viên hay giảng viên có tri thức mà không có thực quyền. Đi đến bệnh viện cái gì? Đều đi đến đồn công an, đến lừa bịp tống tiền xí nghiệp quốc doanh còn muốn đi sao? Các người muốn tự mình lên xe hay để tôi đẩy lên? Đồn trưởng Triệu lên tiếng chất vấn, sau đó cũng lấy còng từ bên hông ra. Người đàn ông trung niên của nhà máy cơ giới Thần Hoa thấy thái độ của Đồn trưởng Triệu như vậy thì mừng thầm, xem ra bày đồ cúng với đồn công an cũng là một sách lược đúng, bây giờ người ta há miệng là quyết định ngay sự việc, có thể nói chết thành sống, rất khí thế. Hắn cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Đồn trưởng Triệu, không thể cho bọn họ đi được những người này đến lừa bịp tống tiền nhà máy chúng tôi còn làm xấu hình tượng của chúng tôi đây không phải là cố ý gây khó cho chúng tôi sao nhân viên công tác của bệnh viện xuống xe thấy tình huống như vậy thì tiến lên nói với đồn trưởng triệu hai câu sau đó xoay người đi về phía xe cứu thương chỉ hai phút sau xe đã gào thét chạy đi mất bác sĩ nói các người sẽ không có việc gì vậy thì đi thôi nụ cười trên mặt đồn trưởng triệu càng thêm sáng lạn hắn thấy đùa giỡn hai người nông dân không có bối cảnh và một người thầy giáo căn bản là việc dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt vương tử quân càng thêm khó coi, hắn đưa tay vào trong túi áo, lại chợt phát hiện mình quên mang theo điện thoại. Hắn chợt nổi giận, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đội trưởng triệu. Trương Tùng Niên xem ra có một nhóm binh sĩ rất tốt, tôi sẽ đi một chuyến. An Như, chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân nói xong thì giúp Liêu An Như đỡ bố bước về phía chiếc xe cảnh sát. Trương Tùng Niên là ai thì tất nhiên đồn trưởng triệu biết rất rõ, nhưng hắn không quan tâm đến tình huống Vương Tử Quân nhắc đến lãnh đạo của mình. Trong thành phố Giang Thị này có nhiều người đi về phía Cục trưởng Cục Công an, chỉ cần có người ngồi trên vị trí quan trọng thì sẽ tự nhiên xuất hiện thân thích, người nào cũng có thể lấy tên của lãnh đạo ra để tự nhận đó là người thân, thật ra nếu chính thức xem xét thì căn bản chẳng có chút quan hệ nào. Đồn trưởng triệu nhìn Vương Tử Quân đang thở hồng hộc lên xe, trong lòng hắn có chút đắc ý, hừ muốn dọa ông sao, chú mày còn non lắm. Đi, các người cũng đi theo. Đồn trưởng triệu vung tay lên với đám người của nhà máy thần hoa, tỏ ý cho bọn họ lên xe cùng. Tô Anh nhìn thấy Vương Tử Quân và Liêu An như lên xe, nàng cũng muốn đi theo, thế nhưng Vương Tử Quân lại vung tay lên nói. Em về gọi điện thoại cho bác cả, nói là anh bị đưa đến đồn công an. Tô Anh tuy còn trẻ nhưng là người thông minh nhanh nhẹn, nàng biết rõ Vương Tử Quân có ý gì, thế là nhanh chóng xoay người chạy về phía một buồng điện thoại công cộng. Đồn trưởng Triệu nhìn thấy Tô Anh chạy đi, hắn căn bản không cần quan tâm, hắn biết rõ đối phương đang chạy đi tìm người cầu tình, thế nhưng tìm người cầu tình thì thế nào? Chỉ cần ông đây và người của nhà máy thần hoa phối hợp với nhau, sự việc lần này nhất định sẽ được ghép vào tội lừa bịp tống tiền, các người cũng không thể nào chịu nổi. Đồn trưởng Triệu, làm một điều đi đám người của nhà máy thần hoa sau khi lên xe thì móc thuốc đưa đến cho đội trưởng Triệu. Đồn trưởng Triệu cười hì hì, hắn tiếp nhận điếu thuốc, sau đó thản nhiên nói. Trường Khoa Châu, xem ra những năm gần đây công tác càng ngày càng khó khăn, bây giờ đám chó mèo gà đồng cũng dám chạy đến nhà máy thần hoa để dở trò lừa bịp tống tiền. Người đàn ông được gọi là trưởng Khoa Châu, bây giờ nghe thấy đồn trưởng Triệu nói ra những lời như vậy, trong lòng chợt hiểu rõ tâm tư của đồn trưởng đồn công an. Hắn thầm nghĩ người ta đều nói Đồn trưởng Triệu này tuổi lớn nhưng tâm nhỏ, xem ra điều này thật sự không sai, sau này nên cẩn thận với đối phương, nhưng hôm nay được gặp mặt đối phương cũng xem như mình gặp vận may. Đúng vậy, Đồn trưởng Triệu, bây giờ người nào cũng có, cho rằng chúng tôi là nhà máy lớn, cần phải giữ thể diện, thế cho nên muốn đến lừa bịp kiếm tiền. Những chuyện thế này tôi đã gặp rất nhiều, hy vọng anh có thể giúp đỡ cho công tác của chúng tôi, cho đám côn đồ vô lại này một bài học nhớ đời bố của liêu an như thấy hai người kia nói chuyện với nhau vài câu đã biến mình thành kẻ côn đồ vô lại thì trong lòng càng thêm khó chịu lúc này hai mắt phong sương đã tràn đầy kích động liêu an như cũng cực kỳ phẫn nộ nàng vừa an ủi bố mình vừa nhìn về phía vương tử quân sau sự kiện tôn sương hạo thì trong lòng nàng đã thầm hiểu năng lượng mạnh mẽ của hắn thế cho nên nàng cũng không có gì cần lo lắng không cần lo vương tử quân khẽ nhìn bố của liêu an như sau đó thản nhiên nói trắng vĩnh viễn không thể nào đen được. Hi hi, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đập đầu vào tường thì không chịu quay lại, lúc này còn cứng mồm. Xem ra thanh niên bây giờ là như vậy, tôi nói cho cậu biết, cậu cần phải có thái độ tốt hơn một chút, nên nói ra những gì mình biết, nếu không đừng nghĩ có thể ra khỏi đồn công an. Đồn trưởng Triệu càng ngày càng cảm thấy không vừa mắt với Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân lên tiếng như vậy càng làm cho hắn liên tục cười lạnh. Vương tử quân nở nụ cười không cho là đúng, hắn cũng không có hứng thú đấu võ mồm với một tên cảnh sát như đội trưởng Triệu, chỉ dùng ánh mắt kiên định an ủi Liêu An như mà thôi. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng không phải là người lừa gạt, thôn của tôi mua máy ép dầu của bọn họ, bọn họ nói đó là máy mới, đợi đến khi thanh toán hóa đơn mới phát hiện máy móc của bọn họ có vấn đề, cũng không phải là máy mới, trên cơ bản còn có nhiều chỗ bị gì xét. Bố của Liêu An như vừa dùng tay bụng đầu vừa dùng giọng không cam lòng nói. Gương mặt Đồn trưởng Triệu chợt trở nên đen nhẻm, hắn phất tay nói: "Đừng nói bậy, đừng mở mồm vụ oan người khác, Thần Hoa là một nhà máy lớn, vì sao phải lừa chút tiền của người trong thôn các người?" "Tôi thấy tám phần là các người đổi máy mới thành máy cũ, sau đó chạy đến tống tiền người ta, về đồn thì thành thật khai báo cho rõ ràng." Trưởng khoa Châu cũng nở nụ cười tươi sáng, gương mặt càng thêm sáng lạn, nhưng trong lòng hắn cũng không ngừng kêu khổ. Sau khi nhiều lần liên hệ với Đồn trưởng Triệu, hắn biết rõ một quy củ, đó chính là đối phương càng nói năng cực kỳ chính nghĩa thì mình càng mất nhiều tiền. Trường Khoa Châu nghĩ đến tình huống mình sắp phải bỏ ra một khoản tiền lớn, hắn chợt cảm thấy căm thù đám người nhà quê kia đến tột đỉnh. Hắn cười lạnh một tiếng rồi dùng giọng oán hận nói. Đồn trường Triệu nói rất đúng, nếu anh thuận theo đám người vô lại càn quấy này thì càng làm cho bọn họ thêm đắc ý mà làm loạn. Đối với những chuyện thế này thì nên xử phạt thật nặng, như vậy cũng đỡ cho các nhà máy như chúng tôi phải chịu thiệt trưởng Khoa Châu, chút chuyện thế này anh cứ yên tâm, cục trưởng của chúng tôi từng phát biểu rõ ràng trong các loại hội nghị, đó là phải tạo ra hoàn cảnh tuyệt đối cho các xí nghiệp phát triển kinh tế. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không nương tay với những thành phần côn đồ bất lương có hành vi làm ảnh hưởng đến công tác của các xí nghiệp, tôi nhất định sẽ biến vụ này thành điển hình, coi như giết một người dân trăm người. Bố của Liêu An như nghe những lời của đồn trưởng Triệu thì càng thêm sợ hãi, hai bàn tay đã run rẩy dù sao lão cũng là người đang ở bên ngoài, hơn nữa đám người kia lại là lực lượng cảnh sát. Đừng lo, bọn họ không có bản lĩnh lớn như vậy. Vương tử quân khẽ vỗ tay bố của Liêu An như rồi thản nhiên nói. Đồn trưởng triệu cũng khinh thường không thèm lên tiếng với vương tử quân, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vương tử quân, nhưng ánh mắt của hắn có ý nghĩa như thế nào thì đám người nơi đây đều hiểu rất rõ. Xe chậm rãi chạy vào trong một khoảng sân, khi xe tiến vào bên trong thì đồn trưởng triệu cười hì hì nói. Tiểu tử, hôm nay tôi cho cậu biết tôi có bản lĩnh như vậy hay không thầy vương người tốt không nên chịu thiệt thòi trước mắt lát nữa anh cũng đừng nên khăng khăng như vậy bố của liêu an như thấy xe dừng lại thì dùng giọng cực kỳ chú ý nói với vương tử quân vương tử quân chỉ cười cười mà không nói gì khi xe dừng lại ở đồn công an thì tiếng còi xe cảnh sát từ phương xa vang đến rồn rập khi âm thanh vang lên thì một chiếc xe việt giã của cảnh sát đang mở đèn báo hiệu khẩn cấp chạy đến đồn công an phường bắc miếu như bay đồn trưởng triệu không xa lạ gì với chiếc xe kia, khi chiếc xe kia còn chưa kịp dừng lại thì hắn đã nở nụ cười sáng lạn như hoa, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hẳn lên, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón với tốc độ của một con báo trong rừng. Nhưng đồn trưởng triệu còn chưa kịp chạy đến bên chiếc xe cảnh sát thì Trương Tùng Niên đã từ trên xe nhảy xuống với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn căn bản không quan tâm đến vẻ mặt tươi cười của đồn trưởng triệu mà nói thẳng. Tử quân đang ở đâu? Tử quân là ai? đồn trưởng triệu cảm thấy ngây cả người thầm nghĩ lãnh đạo của mình có phải là hồ đồ rồi không vì sao chạy đến chỗ của mình hỏi một người tên là tử quân nhưng chỉ sau nháy mắt thì đầu hắn chợt nổ tung lên một cảm giác bất an chợt hiện rõ trong lòng và càng ngày càng lớn không lẽ trong số những người mình vừa bắt giữ có một kẻ tên là tử quân đồn trưởng triệu vừa nghĩ như vậy đúng lúc có một người từ trên xe cảnh sát của mình bước xuống trên mặt người kia vẫn mang theo nụ cười làm cho đồn trưởng triệu cảm thấy chán ghét, nhưng nụ cười của đối phương vào lúc này lại làm cho hắn cảm thấy phát lạnh, hắn còn chưa kịp chạy đến thì Trương Tùng Niên đã vội vàng phóng đến. Tử quân, xem như đã làm cho cậu phải chịu uất ức, chúng ta đến văn phòng ngồi một chút. Trương Tùng Niên lúc này cũng không dám đối đãi với vương tử quân như trưởng bối với vãn bối, chưa nói đến vấn đề địa vị của vương Quang Vinh đã tăng mạnh, hơn nữa vị trí của vương tử quân vào lúc này cũng làm cho hắn không dám khinh thường dù nói về cấp bậc thì hắn vẫn cao vời hơn so với vương tử quân thế nhưng đối mặt với một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi như thế này hắn nào có thể bày ra tư cách cao cao tại thượng cảm ơn chú trương cháu có người quen cần được đưa đến bệnh viện những chuyện khác chút nữa hãy nói vương tử quân khẽ vung tay lên hắn cùng liêu an như dìu chú liêu xuống xe cảnh sát lúc này đồn trưởng triệu thật sự há hốc mồm hắn đưa mắt nhìn lãnh đạo của mình nói lời kính cẩn với tên kia, hắn chợt nhanh trong ý thức được lần này mình đá vào cửa sắt, không đúng, phải là cửa thép. Thầy Vương, tôi, đồn trưởng triệu muốn nói gì đó thì ý thức được chính mình cũng không có nhiều lời để nói, khi hắn không biết phải nói làm sao thì đã thấy Vương Tử Quân không thèm quan tâm đến mình, đối phương đang dìu bố của Liêu An như đi về phía chiếc xe Việt giã của Trương Tùng Niên. Chú Trương, lúc này cháu dùng xe của chú, đi xem bệnh rồi nói sau. Hôm nay cháu xem như đã biết được cảnh sát thành phố Giang Thị tài tình như thế nào. Bọn họ đổi trắng thay đen, trợn mắt nói lời bịa đặt, cũng không biết là ai dạy bảo cho như vậy. Trương Tùng Niên nhìn Vương Tử Quân lên xe mà thầm cười khổ, thầm nghĩ người này thật sự còn khó hầu hơn cả bố mình. Nếu nói về thủ đoạn thì thật sự lợi hại hơn Vương Quang Vinh rất nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dạng của đối phương vào lúc này thì thấy rõ ràng đang bất mãn với đội ngũ của mình. Chiếc xe việt giã gào thét chạy đi chỉ sau nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng, đám cảnh sát trong đồn công an đều đã chạy ra ngoài, cả đám đứng đó không dám thở mạnh và không dám đi đâu khác, chỉ sợ Trương Tùng Niên nổi giận sẽ xử lý tất cả. Cục trưởng Trương, tôi. Đồn trưởng Triệu lúc này đã hoàn toàn ỉu xìu, hắn do dự một lúc, sau đó mới cẩn thận đi đến bên cạnh Trương Tùng Niên, sau đó dùng giọng ngập ngừng nói. Cũng không cần nói gì cả, anh chờ tôi xử lý. Trương Tùng Niên ném điếu thuốc xuống đất, sau đó hắn đá một cái thật mạnh lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đồn trưởng triệu người của ban chính trị sắp đến anh cứ theo chân bọn họ mà nói chuyện ban chính trị đầu đồn trưởng triệu trượt nổ ầm một tiếng lúc này hắn thật sự nghe rõ hương vị để người của ban chính trị kéo đến đây chẳng lẽ cục trưởng trương muốn xử lý mình thật cục trưởng trương tôi thật sự không biết đó là người quen của anh nếu tôi biết thì dù đánh chết cũng không dám động vào những kẻ không biết xấu hổ thật sự là vô địch thiên hạ lúc này đồn trưởng triệu cũng bất chấp thể diện hắn kéo tay trương tùng niên thậm chí còn có ý muốn quỳ xuống chỉ là người quen thì thật sự dễ nói lúc này anh mới biết hối hận anh đi qua một bên cho tôi trương tùng niên hất tay lên hắn căn bản không thèm quan tâm đến đồn trưởng triệu cục trưởng trương lúc này tôi đã đắc tội với ai nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp đồn trưởng triệu càng thêm sợ hãi giọng điệu bắt đầu run rẩy. Vương tử quân, Trương Tùng Niên nói ra ba chữ kia thì cũng không thèm quan tâm đến đồn trưởng triệu, hắn đi về phía một tên cảnh sát khác nói. Giữ ba người kia lại, nếu ai để cho bọn họ chạy thoát, tôi sẽ cho người ấy ra ngoài đi tuần cả đời. Ba chữ vương tử quân lọt vào trong tai làm cho đồn trưởng triệu cảm thấy tâm tình như vỡ nát, giống như cơ thể bị một cây búa nặng ngàn cân đập xuống. Phương tử quân là ai? Hắn tuy chưa từng tiếp xúc qua, không, phải nói là chưa đủ tư cách, thế nhưng hắn lại biết không ít chuyện về Vương Tử Quân. Nghe nói cục trưởng Trương Sở Dĩ có thể tiến lên nhận chức đứng đầu cục công an thành phố Giang thì cũng là vì người này, mà tin đồn về cuộc quyết đấu của hai vị đại công tử ở tỉnh Chiết Giang lại càng làm cho tâm thần của hắn chấn động. Mình sao lại xui xẻo như vậy, sao lại đắc tội với một người như thế? Lúc này tất cả tinh thần của Đồn trưởng Triệu đã tan tành như mây khói. Con gái, chỉ cần lấy khăn phủ đầu là được cần gì phải đi kiểm tra. Bố của Liêu An như đi đến bệnh viện và được kiểm tra 3-4 lần, bây giờ nhất quyết không chịu kiểm tra thêm cứ đứng ở hành lang bệnh viện, dù nói thế nào cũng không chịu. Liêu An như nhìn bộ dạng bố mình được băng bó quá mức, nàng khẽ an ủi. Đây là kiểm tra các bộ vị khác trên cơ thể có bị thương hay không, con sẽ đi với bố. Không đi, vừa rồi xét nghiêm máu đã mất hai chục đồng, tiền này để tiêu dùng không phải sẽ tốt hơn sao? bố biết rõ tình trạng sức khỏe của mình cũng không có nhiều vấn đề như vậy thế cho nên miễn cũng được bố của liêu an như nói bằng giọng cực kỳ kiên quyết vương tử quân cười cười nói chú liêu tiền cũng đã trả rồi nếu chú không kiểm tra thì bệnh viện cũng không đưa lại chú liêu vừa rồi còn ôm tâm tư không chịu đi kiểm tra bây giờ nghe thấy vương tử quân nói như vậy thì chợt mềm lòng trong miệng còn lẩm bẩm ôi tiền đã đưa rồi không kiểm tra thì lãng phí Thôi thì đi thêm vậy, cũng không nên để cho bệnh viện chiếm tiện nghi." Liêu An Như và Vương Tử Quân đều nghe được lời nói của chú Liêu, Liêu An Như nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, gương mặt chợt đỏ hồng, lời nói của bố làm cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. "Không có vấn đề gì, chút nữa anh sẽ sắp xếp cho chú Liêu ở lại, còn chuyện máy ép dầu, có lẽ sẽ được giải quyết nhanh chóng." Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đang không biết đặt hai tay vào đâu, trong lòng khẽ động động tác này của nàng rất quen thuộc với hắn năm xưa khi nàng thẹn thùng thì không phải cũng có hành động vô thức này sao cảm ơn anh lại gây phiền toái cho anh rồi liêu an như nói bằng giọng điệu rất dịu dàng nàng vừa nói vừa lẳng lặng, lặng ngẩng đầu lên nhìn vương tử quân đang đứng cách đó không xa sau đó đột nhiên nói tối hôm nay em có thể không quay về ký túc xá vương tử quân gần đây rất kiêu ngạo về khả năng tu dưỡng tâm tính của mình tuy hắn cảm thấy mình không thể nào đạt đến mức ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn không thèm nháy mắt, thế nhưng nếu so với người bình thường thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này một câu nói của Liêu An như đã hoàn toàn làm cho vương tử quân đứng ngây người, hắn không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy. Khi nàng nói ra khỏi miệng thì hắn vẫn còn chưa rõ nó có ý gì, thế nhưng khi thấy nàng đang loay hoay hai bàn tay, hắn nào không rõ ý nghĩ lời nói của nàng. Tối hôm nay nàng có thể không quay về ký túc xá, những lời này thật sự có ẩn dấu ý nghĩa, đồng thời cũng biểu đạt sự quyết đoán của một cô gái. Làm sao lại như vậy? Vương Tử Quân lúc này thật sự cảm thấy rất mơ hồ, hắn không biết nên nói điều gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Tiếp nhận sao? Như vậy sao được, từ chối, điều này nói không hay sợ rằng sẽ để lại vết thương lớn trong lòng Liêu An Như. Làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới tốt? Liêu An Như luôn cúi đầu, dù trong lòng nàng đầy cảm giác e lệ. Thế nhưng nàng cảm thấy bây giờ mình cũng chỉ có thể dùng phương pháp này để báo đáp hắn mà thôi. Tuy nàng không ghét hắn, không, phải nói rằng nàng rất yêu mến hắn mới đúng, nhưng nàng lại luôn kháng cự với ý nghĩ này của mình. Là anh ta giúp mình vào đại học, là anh ấy trợ giúp mình nhiều việc, là anh ấy giúp mình bước đi trên một con đường đời hoàn toàn mới. Chính mình khi đó cũng không biết anh ấy, càng không biết anh ấy là ai, anh ấy vì mình mà làm những việc trên, không cần lý do gì cả lý do mà Liêu An như nghĩ đến rất có thể là chính mình. Em trước tiên cứ chăm sóc cho chú Liêu, sau này có thời gian rồi nói sau. Vương tử quân vốn đã chuẩn bị sẵn những lời nói chính nghĩa, khi chuẩn bị nói ra thì còn cảm thấy rất tốt, nhưng không biết thế nào mở miệng lại đổi lời. Mình thật sự là có chút không muốn. Vương tử quân thầm nghĩ như vậy, khi hắn thấy bộ dạng ngại ngùng như nai con của Liêu An như, hắn thật sự không biết nói sao cho phải. Một cặp nam nữ đang lâm vào những mối suy nghĩ nguyên man giống như những cô gái ngốc nghếch, ngay sau đó thì bố của Liêu An như đi ra, cuối cùng bọn họ mới có phản ứng. Nhưng Vương Tử Quân chợt phát hiện chính mình tuy muốn trở thành chính nhân quân tử, thế nhưng ánh mắt kia lại liên tục hướng về phía cơ thể phát dục hoàn hảo của Liêu An như. Vương Tử Quân rất quen thuộc với cơ thể kia, nhưng lúc này nhìn lại thì hắn vẫn cảm thấy có chút biến đổi, ví dụ như những địa điểm cần nhô lên thì có vẻ càng phát triển hơn mà vòng eo của nàng vào lúc này lại càng thu hẹp lại, thật sự rất đẹp và quyến rũ. Ngoài sự cải biến về ngoại hình, Liêu An như còn có một làn da trắng nõn cùng với sự biến đổi về khí chất. Thật sự có khác biệt rất lớn sao, ý nghĩa này giống như ma quỷ, nó liên tục lóe lên trong lòng vương tử quân, hình ảnh Liêu An như nằm bên cạnh hắn ở kiếp trước cũng liên tục lấp lánh. Đúng là cầm thú. Vương tử quân phát hiện mình khó thể nào bình tĩnh lại, nhưng nếu so với hắn thì Liêu An như càng thêm khó bình tĩnh, giống như vương tử quân mỗi khi nghĩ đến một vấn đề gì đó đều đưa mắt nhìn về phía người nàng, hơn nữa ánh mắt của hắn lại càng làm cho lòng người sôi sục, đặc biệt là những lời nói vừa rồi của hắn thật sự làm cho nàng không biết phải làm sao. May mà bố của Liêu An như đang chú tâm cho những cuộc kiểm tra sức khỏe, cũng đang rất không yên lòng về vấn đề máy ép dầu. Thế cho nên cũng không phát hiện ra tình huống không đúng giữa hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như. Nhưng cũng vì như vậy mà càng làm cho hai người mất tự nhiên. Cũng may nửa giờ sau tin tức đến từ lãnh đạo nhà máy Thần Hoa đã chính thức phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như. Đám lãnh đạo nhà máy Thần Hoa vốn cũng không quan tâm đến chuyện này, thế nhưng nghe nói người nọ là thân quen của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, cả đám lãnh đạo chợt giống như đang ngồi trên đống than, sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên, có thể nói là cố gắng hoạt động để chữa cháy. Giám đốc nhà máy Thần Hoa họ Mục nhưng không phải là loại đầu gỗ hay gỗ mục tuy là một người mập mạp nhưng lại khá nhanh nhạy và có phương pháp giải quyết vấn đề rất tốt. Khi thấy được bố của Liêu An Như thì đã há miệng gọi anh xưng em, càng tỏ ra xấu hổ, liên tục nói nhà máy thần hoa đã phát sinh ra một lỗ hổng ở khâu tiêu thụ, đã làm cho anh phải chịu uất ức. Đến khi quay về thì lên tiếng nhất định sẽ xử lý đám công nhân viên chức chuyên gia làm sằng làm bậy kia, sẽ chỉnh đốn tác phong công tác trong nhà má, v, v, Bố của Liêu An như bị viên giám đốc kia tay bắt mặt mừng nói những lời hối lỗi mà không biết phải làm sao cho phải. Giám đốc mục vỗ ngực đảm bảo sẽ đổi tất cả máy ép dầu mà chú Liêu đã mua, chẳng những như vậy còn muốn đền bù tổn thất. Giám đốc mục dù mở miệng đảm bảo với chú Liêu nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía vương tử quân, lăn lộn trong quan trường tỉnh Chiết Giang thì cũng phải có một số việc cần phải biết. Hắn là một lãnh đạo xí nghiệp quốc hữu, tất nhiên sẽ quan hệ rất rộng, đồng thời cũng hiểu rõ về những người có danh tiếng trong thành phố Giang Thị. May mà Vương Tử Quân là một người nổi tiếng ở thành phố Giang Thị, hơn nữa còn là một người vừa có danh vừa có lực, trong từ điển quan hệ của giám đốc Mục, những người có liên quan đến Vương Tử Quân hầu như là những tồn tại không thể nào chọc vào. Giám đốc Mục thấy Vương Tử Quân khẽ nhíu mày thì không khỏi kinh hoàng, hắn biết rõ nếu hôm nay mình không nói ra những lời làm cho Vương công tử thỏa mãn, chỉ sợ tương lai của mình sẽ có thêm nhiều trở ngại. Trong đầu giám đốc mục trượt sinh ra nhiều ý nghĩ, hắn cắn răng cắn môi nói. Anh à, nhà máy chúng tôi kinh doanh lấy thành tín làm gốc, lấy phẩm chất để đảm bảo, dựa theo quy tắc của chúng tôi trước đó thì một giả phải bồi thường mười. Dù lần này chỉ là mưu đồ không tuân theo quy củ của vài nhân viên biến chất, không liên quan đến nhà máy, thế nhưng sự việc đã phát ra, nhà máy chúng tôi cũng phải có trách nhiệm. Đám phó giám đốc đi theo sau lưng của giám đốc mục cũng cảm thấy rất mơ hồ, cái gì mà một bồi mười, Sao bọn họ không biết đến lý niệm kinh doanh này? Nhưng nghĩ đến tình huống cục trưởng cục công an thành phố phải tự mình xuống đồn công an để thẩm vấn, bọn họ lập tức đặt nghi vấn vào sâu trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy kính ngưỡng vì quyết sách quyết đoán của giám đốc Mục. Hèn gì người ta có thể tiến lên làm giám đốc, ánh mắt rõ ràng là nhìn xa trông rộng, ánh mắt sáng chói như vậy mình có được sao? Tất nhiên là không, nếu mình so sánh với giám đốc thì thật sự giống như nông dân và tri thức, ánh mắt quá hạn hẹp. Anh trai để tỏ lòng thành ý và giữ gìn chứng thực danh dự của nhà máy, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp một bồi thường 10 đối với chiếc máy ép dầu mà anh đã mua." Giám đốc Mục nói ra từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng. Bố của Liêu An như thật sự ngây người, lão dùng ánh mắt không thể tin nhìn Giám đốc Mục, thậm chí là không dám tin vào tai mình. Bây giờ Giám đốc Mục nói sẽ bồi thường gấp 10 lần, có nghĩa là một máy sẽ là 10 máy, nhưng chỉ bỏ ra 200 ngàn. Nghĩ đến tình huống trước đó mình đến muốn đổi lại máy cũng không được, lão nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thầy vương kia sao lại có uy tín cao như vậy. Một bồi mười, Liêu An như đưa mắt nhìn vương tử quân, nàng biết rõ những chuyện thế này không phải là những người phụ nữ như bọn họ có thể quyết định. Vương tử quân nhìn gương mặt đầy chính nghĩa của giám đốc mục, hắn thầm nghĩ người này đúng là biết cách làm người, nhưng mình cũng không nên ép người như vậy. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó thản nhiên nói. Tôi thấy một bồi mười có hơi quá mức, thôi thì một bồi một thì hay hơn. Một bồi một thì chính mình chỉ bỏ ra một chiếc máy ép dầu mà thôi, giám đốc mục nãy giờ nói mạnh miệng nhưng trong lòng cũng rất đau xót. Bây giờ nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân thì lập tức với được bậc thang leo xuống, dù thế nào thì đây cũng là kết quả không tệ. Xem ra vị công tử Vương Tử Quân trong truyền thuyết của thành phố Giang Thị này thật sự rất có phong độ, có lòng khoan dung độ lượng với người, khí độ cao vời. Khi làm việc chừa cho người ta một đường thì sau này sẽ vui vẻ gặp mặt nhau, vương công tử không những không tham lam, hơn nữa xử lý sự việc lại cực kỳ cẩn thận, hèn gì có thể đẩy ngã tôn xương hảo. Người có thủ đoạn mạnh, có bối cảnh cao, sau này sẽ nhất định có tương lai tươi sáng, nếu như bây giờ mình kéo quan hệ với đối phương, sẽ có lợi rất lớn cho con đường làm quan sau này của mình. Giám đốc mục có ý nghĩ như vậy, thế là không còn cảm giác đau xót vì bỏ ra ô ột chiếc máy ép dầu hắn cảm thấy bây giờ dù là Vương Công Tử có nhận 10 cái máy ép dầu thì mới tốt. Vương Công Tử, đây chính là quy định của nhà máy chúng tôi, chủ yếu là làm cho người tiêu thụ an tâm, mà hành động của chúng tôi lần này cũng chính là một phương pháp quảng cáo cho nhà máy thần hoa. Biểu hiện thì có vẻ là nhà máy chúng tôi phải chịu thiệt, thế nhưng thực tế thì dưới tình huống thị trường cạnh tranh kịch liệt và lợi nhuận bùng nổ như lúc này thì danh dự của một xí nghiệp thật sự nặng như núi Thái Sơn. Giám đốc mục dùng những lời lẽ cực kỳ chính nghĩa, đám phó giám đốc còn lại đều tỏ ra bừng bừng khí khái, bọn họ yêu cầu vương tử quân thông cảm cho mình, nên tiếp nhận 10 chiếc máy ép dầu, đừng làm ảnh hưởng đến danh dự và thành tín của nhà máy. Bố của Liêu An như chợt ngây cả người, lão chưa từng thấy tình huống thế này, nhưng trong lòng lại thật sự rất thoải mái, hơn nữa còn mơ hồ có chút chờ mong, vì sự việc diễn biến đến mức này chủ yếu là vì mình. Một viên phó giám đốc cơ chí thấy vương tử quân còn tỏ ra không chịu, thế là trực tiếp kéo mọi người đi đến, liên tục mở miệng yêu cầu hắn tiếp nhận bồi thường khuyên can mãi cuối cùng vương tử quân mới đồng ý một bồi ba hơn nữa dù thế nào cũng không tiếp nhận thêm những điều kiện khác điều này làm cho giám đốc mục có chút thất vọng hắn nói ra những lời cảm tạ chân thành sau đó cả đám người lục tục kéo đi nhưng trước khi đám lãnh đạo của nhà máy thần hoa bỏ đi vương tử quân dùng giọng không quan tâm để nói coi như mọi người có quen biết sau này nếu gặp lại sẽ cùng ngồi chung một bàn những lời này giống như ban ân cho đám lãnh đạo nhà máy Thần Hoa, cả đám nở nụ cười mỹ mãn, cẩn thận vẫy tay tạm biệt, sau đó vui vẻ bỏ đi. Một trời đầy mây cuối cùng cũng tiêu tán, lúc này chú Liêu cũng không muốn tiếp tục ở lại trong bệnh viện, đợi đến khi đám người của công ty nhà máy Thần Hoa bỏ đi, lão muốn nhanh chóng xuất viện, muốn vận chuyển những chiếc máy ép dầu về thôn để còn nhanh chóng sản xuất. "Chú Liêu, chú nên nghỉ ngơi thêm một chút, người ta đã trả tiền viện phí, chú đi vội làm gì?" Mặt khác chú cũng không cần quan tâm đến những chiếc máy ép dầu, giám đốc mục nhất định sẽ đưa hàng đến cho chúng ta. Vương Tử Quân nhìn gương mặt phấn chấn của bố vợ kiếp trước mà không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn vừa gọt táo vừa cười nói. Chú Liêu nghe nói đối phương sẽ đưa hàng đến mà trong lòng thầm buông lỏng, nhưng lão vẫn không muốn ở lại trong bệnh viện. Thầy Vương, lần này thật sự làm phiền anh, nếu như không có anh, sợ rằng thôn chúng tôi sẽ vì chiếc máy ép dầu mà không xong mất. Hai chục ngàn chính là tiền vốn của cả thôn, nếu như mất đi thì tôi cũng không thể nào gánh chịu được. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, bọn họ đền ba chiếc máy thì cũng phải có hai cái để không, vì chúng tôi không có vốn, cũng không thể nào sử dụng được tất cả. Ba cái máy ép dầu, Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn chợt nhớ đến những xí nghiệp ép dầu vào đời sau, có ai mà không kiếm được nhiều tiền. Bây giờ dầu ăn đang ở vào thời đại bán từng thùng lớn, nếu như nắm bắt thời cơ này, biết đâu sẽ có tương lai tươi sáng. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu thật sự làm cho hắn cảm thấy động tâm. "Chú Liêu, nếu chú thấy mình không đủ tài chính, cháu tìm đối tác cho chú nhé." Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Vương Tử Quân ngồi trên xe đang chạy như bay mà khẽ nhíu mày, lúc này trong lòng hắn vẫn lóe lên hình bóng quen thuộc của Liêu An Như, mà hình bóng đó lại đang dần nhạt nhòa. Vương Tử Quân nói ra những tình huống mà mình biết về công ty dầu ăn vào kiếp trước thế là chú Liêu càng tỏ ra quyết đoán, Vương Tử Quân và Liêu An như căn bản không thể nào cản được, lão nhất quyết phải quay về thôn ngay. Chú Liêu xem ra đã động tâm, đã muốn làm việc lớn. Vương Tử Quân biết rất rõ tính nết của bố vợ mình, đây là một người có tâm tư nhanh nhạy, chẳng qua không có bất kỳ cơ hội và cũng không có không gian thi triển khả năng mà thôi. Vương Tử Quân cũng không còn cách nào khi đối mặt với quyết đoán của bố vợ kiếp trước, thế là liên hệ với Tần Hồng Cẩm, cuối cùng bỏ ra một triệu để đầu tư vào nhà máy ép dầu ở thôn Yên Chi Nam, chủ yếu là sản xuất dầu ăn. Chồng, em thật sự muốn mổ đầu anh ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì, ngay cả biện pháp này anh cũng có thể nghĩ ra được, đúng là em chịu phục anh. Tần Hồng cầm nghe rõ lời đề nghị của Vương Tử Quân thì dùng giọng dịu dàng vô hạn nói, nhưng những lời này của nàng lại tràn đầy tình thâm, cũng làm cho Bí Thư Vương cảm thấy mặt nóng lên hừng hực. Sau khi dùng những lời nói ngon ngọt để dỗ Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân mới cúp máy. Nhưng khi tiến chân bố của Liêu An Như đi về thôn, hắn chợt nghĩ đến vấn đề vì sao mà Tô Anh lại đi cùng với Liêu An Như. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống nhà đầu Tô Anh vung bàn tay nhỏ nhắn và gào lên tự do hôn nhân, còn nói em sẽ giúp đỡ anh, Vương Tử Quân thầm cảm thấy buồn cười. Nhà đầu Tô Anh kia xem ra cũng vì vấn đề này mà chạy đến bên cạnh Liêu An Như. Vương Tử Quân vốn định về thành phố Giang Thị dạo chơi một vòng, thế nhưng việc đời không theo như ý muốn. Tuy hắn bây giờ là chủ tịch huyện, không ai gọi tên của hắn, cũng không ai đánh dấu lên người hắn mỗi ngày. Thế nhưng phó chủ tịch thường vụ tỉnh là Tề Chính Hồng sẽ đến huyện Lô Bắc kiểm tra nghiên cứu, điều này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bây giờ huyện Lô Bắc đã là một thành viên của mái nhà thành phố Sơn Nam, phó chủ tịch thường vụ tỉnh Tề Chính Hồng rõ ràng là vì cán bộ cấp cao nhất mà gần đây huyện Lô Bắc từng tiếp đái bây giờ dù là thành phố an dịch hay là huyện lô bắc đều cần phải chuẩn bị cẩn thận tất cả các hạng mục công tác để chào đón đồng chí tề chính hồng vương tử quân là một chủ tịch huyện hắn không thể không quay về huyện làm công tác chuẩn bị đối với các cán bộ cấp dưới ấn tượng đối với lãnh đạo là cực kỳ quan trọng vì vậy mỗi lần lãnh đạo xuống kiểm tra công tác sẽ chính là thời điểm mà tuyến dưới bận rộn nhất vương tử quân chỉ có chút ấn tượng về cái tên của phó chủ tịch thường vụ tỉnh tề chính hồng sau khi huyện Lô Bắc sát nhập vào thành phố An Dịch tỉnh Sơn Nam, hắn đã nghiên cứu sơ qua lý lịch của các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Tuy chỉ là sơ yếu lý lịch, nhìn qua cũng không có gì quá lưu ý, thế nhưng Vương Tử Quân cũng tìm ra được chút thông tin trong đó. Ví dụ như 10 năm trước thì vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh Tề Chính Hồng này chỉ mới là một vị phó chủ tịch thành phố cấp tỉnh, nhưng sau khi bố của Dương Quân Tài là Dương Độ Lục đến tỉnh Sơn Nam công tác thì hắn liên tục phát triển, từ phó chủ tịch đến chủ tịch thành phố, sau đó là bí thư thị ủy, cuối cùng chính là phó chủ tịch thường vụ tỉnh vào lúc bây giờ, khoảng thời gian đi một chặng đường như vậy là 10 năm. 10 năm tuy cũng là một thời gian dài thế nhưng đối với kế hoạch phát triển của tề chính hồng thì đó là một khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp, hắn tiến lên từng bước từng bước, có thể nói là nhảy vào theo đúng quy trình. Thời gian 10 năm mà hắn đã đi được một đoạn đường người khác dùng cả đời chưa chắc đã có thể vượt qua. Tề chính hồng có thể tiến bước một cách manh mẽ như vậy, Ngoài năng lực chấp chính một phương cực mạnh, điều quan trọng nhất chính là sự giúp đỡ của Dương Độ Lục. Có thể nói nếu không có Dương Độ Lục thì căn bản không có Tề Chính Hồng ngày hôm nay. Tề Chính Hồng là một đại biểu đáng tin của Dương phái ở trong hệ thống chính trị tỉnh Sơn Nam, lúc này một nhân vật có quyền lực hùng mạnh như vậy đến huyện Lô Bắc, ý nghĩa của nó là thế nào thì ai cũng hiểu. Xem ra gió bão sắp kéo đến, Vương Tử Quân khẽ gõ tay xuống cửa sổ xe nhưng trong lòng đang quay cuồng hắn không thể nào chủ quan với tình huống tiếp đãi phó chủ tịch thường vụ tề chính hồng lần này cho được. Thần Bân, trong huyện có nghị luận gì đối với chuyến kiểm tra công tác của phó chủ tịch thường vụ hay không? Vương tử quân thoải mái dựa lưng lên ghế rồi thản nhiên nói. Thái thần bân tất nhiên hiểu ý của chủ tịch vương, hắn dùng giọng không chút do dự nói. Bí thư dương chưa nói gì cả, thế nhưng những ngày này lái xe của bí thư trần lại rất hưng phấn, Nói rằng phó chủ tịch thường vụ tỉnh Sở Dĩ đến huyện Lô Bắc cũng là vì muốn làm chỗ dựa động viên cho bí thư Dương. Chỗ dựa động viên, Vương Tử Quân khẽ nhắc lại bốn chữ này mà không nói thêm điều gì, nhưng trên khóe miệng lại lộ ra nụ cười vội vẻ. Chủ tịch Vương, lúc này phòng làm việc của bí thư Dương rất sinh động, nghe nói có rất nhiều lãnh đạo ban ngành đi đến tụ tập, còn kém tình huống thiết lập phòng làm việc ở văn phòng huyện ủy, ngay cả chủ tịch Trần bây giờ cũng đi rất gần với bí thư Dương. Vương tử quân nghe những lời của vương tử quân mà không nói gì, thế nhưng trong lòng lại lóe lên hình ảnh cười tủm tỉm thân ái dễ gần của Trần Tiến Đường. Trần Tiến Đường này chính là phó chủ tịch huyện được đề bạt cùng với Lý Cẩm Hồ, nhưng người này cũng không phải là cán bộ từ trên thành phố xuống tuyến dưới rèn luyện, chính là một vị bí thư đảng ủy xã được đề bạt. chương 295 quan viên được lợi dân chúng tính tiền. Phó chủ tịch Trần Tiến Đường tiếp nhận khối công tác vốn được phân công cho tôn hạo, Vương Tử Quân thật sự không có ấn tượng tốt về người này. Trần Tiến Đường có năng lực nhưng cách đối nhân xử thế lại trơn trượt như một con cá trạch, bình thường không nói nhiều, tâm cơ thâm trầm, làm cho người ta khó thể nào suy xét được. Trên nhiều phương diện, chỉ cần có gì đó khác biệt thì Trần Tiến Đường sẽ tuyệt đối không chịu đơn giản tỏ thái độ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Khi hầu thiên đông còn đang cầm quyền, Trần Tiến Đường trở thành kẻ đáng tin của bí thư hầu nhưng lại có mối quan hệ không tầm thường với chủ tịch Lưu Thành Quân, chỉ cần nhìn vào phương diện này cũng thấy thủ đoạn đối nhân xử thế của hắn tuyệt đối không đơn giản. Sau khi trở thành phó chủ tịch huyện, Trần Tiến Đường tỏ ra rất tôn trọng Vương Tử Quân, dù là chuyện lớn hay nhỏ đều đến báo cáo xin chỉ thị của chủ tịch Vương, biểu hiện rất kính cẩn nghe lời. Vương Tử Quân chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, Thái thần Bân cũng quen với tình huống chủ tịch Vương Tử Quân suy xét các vấn đề trên xe, thế cho nên cũng không tiếp tục mở miệng đúng rồi thần bân tình huống của cậu bây giờ thế nào rồi nửa giờ sau vương tử quân mới thuận miệng hỏi cảm ơn chủ tịch đã quan tâm chuyện của tôi cũng đang phát triển rất khá thái thần bân gãi đầu xấu hổ khóe miệng lộ ra nụ cười bí thư vương lúc này đang nhức đầu vì chuyện tình cảm lúc này thấy bộ dạng của thái thần bân như vậy thì trong lòng có vài phần hiếu kỳ thế là thuận miệng hỏi nghe nói bạn gái của cậu là một giáo viên trong huyện tài mạo song toàn cực kỳ khó có được. Cô ấy cũng chỉ là một giáo viên bình thường, bộ dáng cũng chỉ trung bình mà thôi. Thái Thần Bân dù mở miệng nói những lời không đúng, thế nhưng trên mặt lại có nụ cười ngọt ngào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Thái Thần Bân mà khẽ cười, cũng không nói gì thêm, nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của Thái Thần Bân, đó là một cảm giác vui sướng rất đơn giản. Có rất nhiều người muốn được lăn lộn giữa rừng hoa, nhưng nếu suy xét cẩn thận thì bình bình thường thường cũng là một cảm giác hạnh phúc vương tử quân thở dài một tiếng trong lòng dần hiện ra hình bóng của mạc tiểu bắc tân hồng Cẩm, y phong còn có cả liêu an như trong lúc những hình bóng này lóe lên hắn giống như cảm thấy bọn họ đang hiện ra bên cạnh mình anh tử quân sau khi lắc đầu đẩy hình bóng của liêu an như rời khỏi đầu mình trong đầu vương tử quân chợt xuất hiện hình bóng của lâm dĩnh nhi nàng đang mỉm cười gọi hắn là anh tử quân cầm thú vương tử quân thầm mắng chính mình như vậy sau đó vội vàng xóa đi hình bóng của lâm dĩnh nhi lần này hắn về thành phố giang thị với cảm giác nuối tiếc nhất chính là không được gặp mặt y phong nhà đầu kia có thành tích cao thế nên đã được tòa án tỉnh chiết giang tiếp nhận làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm khi hắn về thành phố giang thị thì nàng đã được phái đến học tập ở thành phố thượng hải khi gọi điện thoại thì y phong nói bằng giọng tràn đầy thương cảm làm hại hắn thiếu chút nữa đã ngồi máy bay đến thượng hải thăm nàng tút 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 máy nhắn tin vang lên vương tử quân tiện tay lấy máy nhắn tin của mình ra sau đó thấy một dòng tin nhắn. Chủ tịch Vương, đến nông trang Thùy Liễu, tôi mời ngài ăn món cá. Bên dưới tin nhắn là một cái tên, là Tiếu Tử Đông. Vương Tử Quân nhìn tin nhắn và lắc đầu, bây giờ dù điện thoại di động đã được sử dụng khá nhiều, thế nhưng vấn đề quan trọng chính là sóng điện thoại, trong thành phố Giang Thị và huyện thành Lô Bắc thì không có vấn đề, thế nhưng những nơi khác rất khó có tín hiệu, vì vậy đại đa số thông tin đều được nhắn qua máy nhắn tin. Thần Bân Cậu biết nông trang Thủy Liễu không? Vương Tử Quân đặt máy nhắn tin xuống, sau đó quay sang hỏi Thái Thần Bân. Biết khá rõ. Thái Thần Bân vừa rồi còn khó xử vì câu hỏi của Vương Tử Quân, bây giờ hắn đã bình tĩnh trở lại, sau khi nghe thấy Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì vội vàng đáp lại. Vậy chúng ta đến nông trang Thủy Liễu, chủ tịch Tiếu đang chờ. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi khẽ nói. Nông trang Thủy Liễu ở phía Tây huyện Lô Bắc, là một đập nước Bây giờ được người ta nhận thầu nuôi cá. Ông chủ nhận thầu chỗ này có kỹ thuật khá cao, càng đáng khen chính là người này không phải chỉ có đầu óc nuôi thủy sản bình thường, mở cả dịch vụ câu cá, ăn uống, thỏa mãn nhu cầu của thực khách. Vương Tử Quân dù chưa đến chỗ này, thế nhưng đám cán bộ trong huyện thành thật sự rất thích phong cách nơi đây, mỗi khi nhàn hạ thường đến câu cá, sau đó để cho ông chủ làm cho vài món cá đầy hương vị thơm ngon, có thể nói là cực kỳ thích ý và tiêu sái nửa giờ sau xe của vương tử quân chạy đến địa điểm nghỉ ngơi có chút danh tiếng ở huyện Lô Bắc, thư ký tiểu trịnh đi theo tiếu tử đông đã sớm nghênh đón ngoài cửa, vừa thấy vương tử quân đi đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Vương tử quân cười cười vỗ vai của tiểu trịnh, trong miệng nói tiểu trịnh rất có tinh thần. Thư ký trịnh tuy bị vương tử quân gọi là tiểu trịnh nhưng nếu bàn về độ tuổi thì thậm chí còn nhiều hơn cả chủ tịch vương, nhưng lúc này hắn đối mặt với gương mặt tươi cười của chủ tịch vương, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác ấm áp và vui sướng. Chủ tịch Vương, anh đến rất nhanh, tôi còn nghĩ sẽ câu hai con cá để cùng anh nhắm rượu, bây giờ xem ra đành phải cố gắng dưới sự chỉ đạo của anh rồi. Tiếu tử đông đang đứng bên cạnh đập nước, khi thấy Vương tử quân đến thì thả con cá vừa câu xuống rồi cười mỉm nói. Vương tử quân nhìn tiếu tử đông với một bộ đồ trắng và mái tóc được vuốt keo bóng mượt, hắn cũng tươi cười tiến lên chào đón, trong miệng càng thân mật nói. Anh Tiếu, anh nói như vậy cũng không được, những địa điểm tốt thế này thì anh cũng nên giới thiệu cho tôi, để cho tôi câu thêm được nhiều cá. Tuy ngoài miệng Vương tử quân oán trách nhưng Tiếu tử Đông vẫn nghe rất thoải mái, chủ tịch Vương có thể dùng giọng điệu thế này để nói với mình, chứng tỏ đã không xem mình là người ngoài, nói rõ quan hệ của hai người đang ngày càng gắn bó mật thiết. Chủ tịch đại nhân, tôi biết sai rồi, mong anh cho tôi một cơ hội sửa sai. Tôi đã chuẩn bị sẵn cần câu, chỉ chờ ngài ra tay mà thôi. Tiếu tử Đông cười hì hì sau đó cùng vương tử quân đi về phía đập nước lúc này tuy mặt trời đã lên cao nhiệt độ không thấp thế nhưng đứng bên cạnh mép nước lấp lánh ánh nắng một luồng khí lạnh từ bên dưới truyền lên làm con người cảm thấy rất thoải mái càng tốt hơn chính là địa điểm thả câu có một cây liễu lớn tỏa bóng mát rượu che chắn tất cả ánh nắng thật sự là một nơi tiêu khiển rất tốt vương tử quân không tính là một người giỏi câu cá thế nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy ngoài đường hắn tiện tay vung cần sau đó tự cấp cho chính mình một vị trí buông câu thoải mái. Tiếu tử đông ngồi cách vương tử quân không xa, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, sau khi vương tử quân ngồi xuống thoải mái, hắn cười hì hì nói. Chủ tịch vương, cảm giác về nhà như thế nào? Cũng không tệ lắm, chẳng qua phong cảnh thành phố Giang Thị vẫn như trước mà chúng ta đã không còn là người tỉnh Chiết Giang, cũng xem như có chút thương cảm. Vương tử quân nói chuyện với tiếu tử đông có vẻ rất tùy ý. Đúng vậy, nghĩ lại thì thấy vài tháng qua giống như nằm mơ, nhưng bây giờ chúng ta đã là người của tỉnh Sơn Nam. Trước đó hai ngày tiểu tử Liên Giang Hà đã đến tìm tôi, nói rằng muốn thay đổi giấy chứng minh cho tất cả mọi người, muốn sửa đổi giấy chứng minh trước đó của chúng tôi anh Tiếu Tử Đông nói, đột nhiên phao của Vương Tử Quân khẽ nhúc nhích. Vương Tử Quân biết có cá, hắn dùng sức kéo, nhưng kết quả lại rất đáng thất vọng, chỉ còn lại lưới câu, đừng nói là cá, ngay cả mồi câu cũng không còn. Đúng là quá khôn. Vương tử quân lại móc mồi thả xuống nước, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Trương Dũng, Liên Giang Hà chưa nói một lần thay đổi chứng minh cần bao nhiêu tiền sao? 10 đồng tiền một người. Rõ ràng Liên Giang Hà đã thông qua vấn đề này với Tiếu Tử Đông. 10 đồng tuy không nhiều nhưng huyện Lô Bắc tổng cộng lại sẽ là một số tiền lớn, con số này cũng xem như là một khoản tiền không nhỏ cho Cục Công an huyện. Nếu như vậy thì cũng sẽ làm cho những người đến làm lại chứng minh cảm thấy bất mãn anh nói cho cục trưởng liên, nói rằng nên tìm cách miễn giảm, 10 đồng tiền không là gì cả với chúng ta, thế nhưng đối với dân chúng thì đó là một tháng tiền dầu muối. Tiếu tử đông cười cười, hắn gật đầu nói. Sau khi quay về tôi nhất định sẽ liên hệ với anh Liên về vấn đề này. Gió nhẹ khẽ bùng lên, tán liếu khẽ đung đưa, những cành liếu rủ bên mặt nước chợt rung rinh tạo nên những vòng nước tròn trịa, lại một lần nữa vương tử quân giật câu, nhưng kết quả vẫn là lưỡi câu trống rỗng. Bí thư vương, cá ở chỗ này rất tinh danh, nhưng nơi này vẫn còn đang hoang dại, nếu anh cảm thấy thích thì chúng ta qua bên kia, đó là cá anh chúc nuôi, chỉ cần bỏ câu sẽ lập tức có cá. Tiếu tử đông cũng không thu hoạch được gì, lúc này hắn chỉ về một hướng khác nói. Vương tử quân nhìn về phía mặt nước bên kia có một hàng rào lưới, hắn thầm nghĩ ông chủ nơi đây thật sự rất khôn khéo, con người đều có tâm lý phản nghịch, câu cá chính là hưởng thụ niềm vui, nếu như cá quá ngốc liên tục mắc câu thì những kẻ câu cá lão luyện sẽ không muốn đến nhưng lính mới sẽ thích câu ở những hồ cá nuôi hơn vì thế mà nơi đây mới chia thành hai địa điểm một nơi dễ câu và một chỗ khó câu như vậy cũng rất hay nhưng chúng ta đang ngồi đây cũng đừng đi đến chỗ khác làm gì vương tử quân khẽ cười hắn khẽ phất tay nói tử đông gần đây trong huyện thế nào vương tử quân biết rõ tiếu tử đông hẹn mình ra đây không phải chỉ đơn giản là câu cá càng không phải để báo cáo chuyện của Cục Công an huyện, lúc này thấy đối phương mãi mà không nói vào chủ đề chính, thế là trực tiếp mở miệng hỏi. Chủ tịch Vương, có người giống như bị lửa đốt dưới mông, đá ăn ngồi không yên. Tiếu tử đông khẽ đứng lên khỏi ghế, giọng điệu có mang theo chút tức giận. Vương tử quân không mở miệng, hắn biết rõ tiếu tử đông sẽ tiếp tục lên tiếng, hắn tất nhiên sẽ chờ đợi. Tiếu tử đông tiếp tục nói sau khi tin tức Tề Chính Hồng sẽ đến huyện Lô Bắc kiểm tra thị sát thì những người kia càng thêm bận rộn, muốn huyện Lô Bắc cùng cho ra một hành động sửa đổi lại bộ mặt theo thành phố An Dịch. Điều này cũng tốt. Phương Tử Quân biết rõ Tiếu Tử Đông nói đến ai, hắn khẽ móc ngồi buông cần rồi nói. Tôi cũng biết chuyện này là tốt, thế nhưng sau khi ngài nhận chức thì bộ mặt phố phường ở huyện Lô Bắc này đã rất sạch sẽ, đối phương cũng không tranh công ở phương diện này, bây giờ cho ra một quyết định, đó là chuẩn bị thống nhất tất cả bảng hiệu tên đường và số nhà trong huyện. Nói cách khác là tất cả cửa hàng trên đường, tất cả gian nhà, dù lớn hay nhỏ, dù có sản xuất hay không, tất cả đều phải dựa theo một tiêu chuẩn, thống nhất quy cách, thống nhất về màu sắc, đạt đến hiệu quả thống nhất. Vẻ mặt phương tử quân chợt trở nên khó coi, chỉnh đốn bộ mặt phố phương, đề cao vấn đề vệ sinh môi trường chính là những công tác khá quan trọng, gần đây hắn luôn cố gắng giúp đỡ cho những công tác này. Thế nhưng bây giờ việc chỉnh đốn không còn bó gọn trong công tác đảm bảo vệ sinh và hoàn cảnh, đây rõ ràng là một hành động hao tiền tốn của, là một công trình chỉ mang tính chất hình tượng mà thôi. Chủ tịch Phương, đối phương còn đề cao chất lượng, đề cao yêu cầu hoàn cảnh, muốn tạo ra điểm sáng mới cho huyện Lô Bắc. Âm thanh của thiếu tử Đông Tuy vẫn bình tĩnh như trước thế nhưng nụ cười lạnh trên khóe miệng lại khó thể nào che lấp được. Nếu toàn huyện thống nhất bảng hiệu tên đường, như vậy sẽ rất đẹp mắt và chỉnh tề, nhưng khoản tiền để thực hiện công tác này lấy từ đâu thì bọn họ vẫn chưa tính toán cho rõ ràng. Nếu như tất cả các tiểu thương đều phải dựa theo quy củ để lắp đặt lại thiết bị, như thế thì một năm sẽ không có doanh thu, dân chúng mở tiệm cũng không phải chỉ muốn đẹp, bọn họ chỉ muốn nuôi các miệng ăn trong gia đình mà thôi. Tiêu Tử Đông có chút kích động, ngón tay có chút run rẩy, lúc này phao câu của hắn đang liên tục kéo lên tụt xuống, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Tử Đông, anh nói rất đúng những công trình mà quan được lợi nhưng dân phải bỏ tiền này tốt nhất là không nên làm song điệu của vương tử quân vẫn rất bình tĩnh nhưng lời nói của hắn lại làm cho tiếu tử đông cảm nhận được một lực lượng cực lớn thế là tâm tình vốn không ổn định đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh chủ tịch vương có những lời này của anh thì tôi cũng yên tâm hơn tiếu tử đông lại ngồi xuống ghế vẻ mặt vẫn còn chút kích động khó thể tiêu tán tử đông cần câu của anh sắp bị cá kéo đi rồi Vương Tử Quân chuẩn bị lên tiếng, hắn thấy cần câu của Tiếu Tử Đông đang dịch chuyển, xem ra con cá dính câu là không nhỏ. Tiếu Tử Đông đang chuẩn bị nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, lúc này thấy cần câu sắp rơi vào trong nước, thế là cũng không quan tâm đến những thứ gì khác, vươn tay chụp lấy cần câu. Nhưng dù sao thì hắn cũng chậm một chút, bàn tay chưa kịp cầm lấy cần câu, đúng lúc cần câu đã bị kéo vào trong nước. Khi Tiếu Tử Đông còn đang do dự có nên xuống nước hay không, đúng lúc phương tử quân đứng cách đó không xa xài bước vào trong nước, bàn tay vung ra giữ chặt lấy cần câu. Tiếu tử đông cũng vội vàng phóng theo, cùng đưa tay nhấc cần câu lên. Hai người luống cuốn tay chân khoảng một phút, kết quả là một chú cá chép dài khoảng 40cm được kéo ra khỏi mặt nước. Chủ tịch phương, đi theo anh thì có cá ăn, xem ra hôm nay lộc ăn của chúng ta là không nhỏ. Tiếu tử đông nở nụ cười vui vẻ, giọng điệu tất nhiên sẽ là một câu hai nghĩa. Vương tử quân cười cười, hắn vung tay lên với thái thần bân và tiểu trịnh đang chạy đến. Đưa con cá này đi, hôm nay chúng ta có một bữa cơm ngon rồi. Tuy vẫn là phòng làm việc của Hầu Thiên Đông trước kia, thế nhưng lúc này gian phòng lại hoàn toàn khác biệt so với những sắp xếp bố trí vào trước kia. Hầu Thiên Đông là một người không quá chú ý tận hưởng cuộc sống, thường có thái độ tùy ý, vì thế mà trước kia cũng không có yêu cầu lắp đặt thiết bị tốt trong phòng làm việc của mình. Bây giờ người đến tiếp nhận là Dương Quân Tài, hắn là người cẩn thận và rất chú ý, dù bất kể là chuyện gì cũng yêu cầu sự hoàn thiện. Bàn làm việc khá rộng rãi, là loại bàn gỗ đào rất lưu hành vào thời bấy giờ, ghế sa bằng da thật được đặt chỉnh tề trong phòng giống như hai hàng binh sĩ chờ kiểm duyệt. Vì lắp đặt thiết bị cho phòng làm việc của bí thư huyện ủy mà văn phòng huyện ủy đã bỏ ra ba chục ngàn để mua sắm, Tiếu Tử Đông là người chủ quản tài chính cảm thấy rất tiếc của, thế nhưng cũng chỉ biết ôm bụng tức mà đi đến xin chỉ thị của Vương Tử Quân, Vương Tử Quân thật sự nhíu mày vì yêu cầu của Dương Quân Tài, thế nhưng hắn vẫn thông qua. Thân trong quan trường thì có một số việc lớn cần nói về nguyên tắc, nhưng việc nhỏ lại phải nói về phong cách. Vương Tử Quân không muốn sinh ra vấn đề ở trên những phương diện nhỏ nhặt, cũng không muốn biến mình thành kẻ chỉ thích gây sự. Khi Vương Tử Quân lần đầu tiên đi đến phòng làm việc lắp đặt thiết bị xa hoa của Dương Quân Tài, bí thư Dương là chủ nhân của gian phòng đã đứng lên khỏi ghế làm việc, hắn mỉm cười nhìn Vương Tử Quân nói: chủ kịch vương đến đấy à mời ngồi mời ngồi lúc này dương quân tài không có chút cảm giác nào là mới vấp phải thất bại gương mặt thật sự như mùa xuân kéo về xem ra tâm tình của vị bí thư huyện ủy này đang rất tốt vương tử quân cũng tươi cười như hoa hắn đối mặt với bàn tay của dương quân tài thì cũng vươn tay ra bắt chặt lại nói bí thư dương anh vội vã tìm tôi là có chuyện gì Thư ký của Dương Quân Tài nhanh chóng tiến lên đặt một chiếc ly sứ màu đen có vẽ tranh sơn thủy ở trước mặt Vương Tử Quân, sau đó lại đưa đến cho Dương Quân Tài một ly trà màu vàng có vẽ một con rồng vàng rất sống động. Vương Tử Quân nhìn ly trà màu vàng của Dương Quân Tài mà không khỏi nghĩ đến một chuyện nhỏ Tôn Hạ Châu từng nói với mình. Đó là một tin tức nhỏ trong văn phòng huyện ủy, nói rõ về ly trà màu vàng vẽ hình rồng kia, rằng trong phòng làm việc của bí thư Dương có một bộ ly trà gốm sứ một ly màu đen vẽ cửu sơn thủy mặc với một ly màu vàng vẽ kim long đằng vân, tất nhiên ý nghĩa của nó chính là cửu ngũ trí tôn, đằng long thiên hạ. Các vị lãnh đạo huyện đến phòng làm việc của Bí Thư Dương sẽ sử dụng ly trà cửu sơn thủy mặc, còn Bí Thư Dương sẽ dùng ly đằng long thiên hạ, đây chính là biểu hiện địa vị cửu ngũ trí tôn của Bí Thư Dương ở huyện Lô Bắc. Có người nói chiếc ly vàng đằng long kia được lấy ra từ nội cung nhà Thanh, là mọi cống phẩm được vương triều thời trước sử dụng. Chủ tịch Vương, đây là trà ngon tôi lấy được từ ông nội, anh đến nếm thử xem thế nào, là cực phẩm đại hồng bào. Dương quân tài khẽ nâng ly đằng long lên, những ngón tay thon dài yêu nhã giữ lấy nắp ly trà, sau đó khẽ nhấp một ngụm. Người này đúng là quá quy cách, vương tử quân thầm cho ra một định luận với dương quân tài, sau đó hắn cũng nâng ly lên uống một ngụm. Một mùi hương thơm mát nhanh chóng bùng vào trong mũi, thơm mát và ngọt ngào, dư vị kéo dài rất lâu. Trà ngon, không hỗ danh là cực phẩm, vương tử quân khẽ đặt ly xuống tán dương một câu chủ tịch vương nếu anh thích thì chỗ này của tôi vẫn còn một chút lát nữa sẽ để tiểu tống đưa sang tặng anh dương quân tài dùng hai tay nâng ly đằng long rồi mạnh miệng nói khi vương tử quân chuẩn bị từ chối thì dương quân tài đã tiếp tục nói chủ tịch vương tôi chưa từng công tác ở cơ sở không biết nước ở cơ sở nông sâu thế nào sau khi đi đến huyện lô bắc thì mới biết kiến thức của mình quá nông cạn đúng là cơ sở phát sinh nhân tài Vương tử quân biết rõ Dương quân tài mời mình đến không phải là uống trà, lúc này thấy đối phương mở miệng đi đường vòng, thế là cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Chủ tịch tề muốn đến huyện Lô Bắc chúng ta thị sát, tôi cảm thấy rất có áp lực, tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới phơi bày được điểm sáng của huyện Lô Bắc chúng ta trong mắt lãnh đạo. Lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì chủ tịch Trần Tiến đường đến cho ra một đề nghị, sau đó tôi chợt hiểu ra, giống như chợt bừng tỉnh sau giấc mộng. Tôi cảm thấy lời đề nghị đó rất hay, nếu như chúng ta cải tạo theo kế hoạch này, như vậy trước khi chủ tịch tề đến thì huyện Lô Bắc chúng ta sẽ dùng một diện mạo hoàn toàn mới để nghinh đón lãnh đạo. Dương quân tài nói rồi đưa ra một đề nghị viết tay cho vương tử quân, vương tử quân còn chưa kịp đọc cho rõ, nhưng những dòng chữ được viết trên giấy vừa lọt vào đã làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Nét chữ rất đẹp, đâu chỉ là đẹp như bình thường, nó rất cứng cáp và có lực, đặc biệt là ba chữ trần tiến đường, nếu không phải là một người có thiên phú và thường xuyên rèn luyện, Căn bản sẽ không thể viết ra được những dòng chữ đẹp như vậy. Đây là chút tâm tư của Trần Tiến Đường, Vương Tử Quân nhìn bản viết tay này mà càng thêm hiểu về mưu lược của chủ tịch Trần. Sau khi máy tính được phổ cập thì phần lớn tài liệu cho lãnh đạo đều được đánh máy mà không viết tay, hơn nữa từ trên xuống dưới đều áp dụng kiểu cách này, căn bản còn xem như một quy củ. Nhưng Trần Tiến Đường lại không như vậy, hắn càng sử dụng phương án trái ngược, tất nhiên bên trong cũng có nguyên nhân. Trần Tiến Đường viết chữ rất đẹp nhưng phần lớn đều không biểu hiện, lúc này hắn tự vung tay múa bút, có thể nói là phơi bày tâm tư trước mặt bí thư dương một cách không tiếng động, bày tỏ ý nghĩ của mình, nịnh hót như vậy thật sự rất đúng chỗ. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa hành động của Trần Tiến Đường, trong lòng thầm than quan trường rõ ràng là nơi thích hợp cho những người thích đầu cơ luồn cúi, đám giỏi bỏ thật sự không có chỗ nào không chui vào. Nhưng cảm thán thì cảm thán, hắn vẫn phải dùng ánh mắt chân thành nhìn qua bản kế hoạch này. Bản kế hoạch tổng cộng có 6 trang, Trần Tiến Đường miêu tả rất tường tận, nói rõ phương án thống nhất biển bảng hiệu, thống nhất việc lắp đặt thiết bị, hơn nữa việc lắp đặt thiết bị phải theo quy cách cao, phải dùng tài liệu tốt nhất, mỗi một khu phố phải có sự đặc sắc của riêng mình, tạo ra một hoàn cảnh đặc thù, tạo ra hiệu quả đặc biệt. Phương Tử Quân gần đây cũng rất xem trọng hạng mục thay đổi diện mạo phố phường, nhưng xuất phát từ ý nghĩ khác biệt nên hiệu quả cũng khác biệt. Hắn kiên trì phương hướng sạch sẽ còn bản kế hoạch của Trần Tiến Đường thì biến mỗi cửa hàng mỗi con phố thành một sản phẩm tinh chất, sáng tạo ra sự đặc sắc. Dựa theo thực lực kinh tế của huyện Lô Bắc vào lúc này, phương hướng quy hoạch như vậy thật sự là vượt mức quy định, nhưng vấn đề là không đủ tài lực. Trước mắt chỉ có một con đường để đi, đó chính là lấy lông trên người dê, tất cả phí tổn lắp đặt thiết bị đều phải do các hộ gia đình gánh chịu. Các ông chủ gian hàng ngoài mặt tiền ít nhất phải bỏ ra 5-600 đồng để chi trả cho việc lắp đặt thiết bị mới năm 600 đồng là con số thế nào? Dựa vào số tiền thu vào trong một thang của các nhân viên công tác ở khối chính quyền thì đây tương đương với hai tháng lương. Hơn nữa nếu kế hoạch này được phổ biến thì có nghĩa rằng những hộ vừa khai trương sẽ phải dỡ bỏ tất cả thiết bị vừa lắp đặt để thay vào các thiết bị mới theo đúng quy hoạch. Bắt nhân dân chi tiền chỉ để cho lãnh đạo nhìn thấy đẹp mắt, chính sách này nếu như được phổ biến thì có thể tìm được bao nhiêu trợ giúp. Trong đầu vương tử quân chợt lóe lên một ý nghĩ, Hắn lật đến tờ cuối cùng của bản kế hoạch, bên trên mặt giấy là những phần liệt kê của Trần Tiến Đường về những ví dụ khi còn công tác ở tuyến xã, như thông qua kiến thiết sửa đổi mà ủy ban xã đã trở nên sạch đẹp tinh tươm như thế nào, v, v. Dương Quân tài lặng lặng quan sát đối thủ trẻ tuổi trước mặt mình, sau hai ba lần gặp trắc trở thì hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực cực lớn của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này là thế nào. Dù hắn đang rất tin tưởng vào khả năng chiến thắng của mình, thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ còn phải sử dụng nhiều sách lược mới có thể chậm rãi ép tên kia cúi đầu, điều này cũng không dễ dàng gì. Sau khi gặp phải ngăn trở trên phương diện nhân sự, Dương Quân Tài cũng không tiếp tục vung tay trong công tác nhân sự, nhưng lại nắm quyền chủ đạo trong huyện vào tay mình, liên tục cho ra những hành động mở ám. Quyền uy của một vị lãnh đạo đứng đầu địa phương không những phải làm cho đám thủ hạ dưới quyền phải đi theo giúp đỡ, hơn nữa còn phải làm sao cho tuyến trên coi trọng cao độ, sau thời gian ngắn không thể nào lung lạc nhân tâm của cán bộ nơi đây, dương quân tài chợt phát hiện mình không sánh bằng vương tử quân ở phương diện này, thế là đặt hết tâm tư vào kế sách tìm sự giúp đỡ của lãnh đạo. dưới sự vận tác của dương quân tài, phó chủ tịch thường vụ tỉnh về chính hồng đã đồng ý đến huyện lô bắc kiểm tra thị sát. một vị cán bộ dòng chính của bố mình đến huyện lô bắc, có thể nói là sự giúp đỡ to lớn với hắn vào lúc này. một cơ hội tốt như vậy đến tay thì hắn tất nhiên sẽ không muốn chỉ làm theo hình thức hắn muốn dựa vào nó mà đả kích huy vọng của Vương Tử Quân, mở rộng lực ảnh hưởng của mình. Chủ tịch Vương, anh thấy kế hoạch này như thế nào? Tôi cảm thấy nó rất hay, cũng xem như rất mạnh mẽ, phương hướng cao độ. Dương quân tài chờ Vương Tử Quân gấp bản kế hoạch lại thì mở miệng nói lời tán Dương. Là một bản kế hoạch không tệ. Vương Tử Quân đặt bản kế hoạch lên bàn trà rồi thản nhiên nói. Dương quân tài mơ hồ cảm thấy có chút thất vọng, Hắn không ngờ Vương Tử Quân rõ ràng lại nhất trí với ý kiến của mình. Hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân chắc chắn sẽ cực lực phản đối kế hoạch này, người này gần đây thường gây khó khăn cho mình, những gì mình tán thành thì đối phương phải phản đối mới đúng, cũng chỉ khi đối phương cực lực phản đối thì hắn mới có thể ra tay sắc bén được. Bí thư Dương, bản kế hoạch này thật sự rất mạnh, rất có ánh mắt chiến lược, bây giờ các nơi đều coi trọng phát triển kinh tế, chúng ta bảo đảm hoàn cảnh và hình tượng cũng xem như có lợi cho sự phát triển kinh tế. Nhưng trước mắt huyện chúng ta không có nhiều tiền như vậy, tôi cảm thấy kế hoạch này nên làm theo từng bước, lượng sức mà đi thì sẽ tốt hơn, nếu quá áp đặt thì sẽ khó thể nào thực hiện được." Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế sa lông rồi nói tiếp. Dương Quân tài vốn rất thất lạc, nhưng bây giờ nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì chợt vui sướng nhướng mày, thật sự là đi khắp núi cùng sông không có đường, bây giờ đến một thôn nghèo nàn lại lóe lên hy vọng. Mình còn tưởng rằng Vương Tử Quân là chó chuyên ăn cứt không ngờ đối phương lại có ôm thái độ phản đối, như vậy thì rất tốt. Phản đối thì tốt, phản đối thì đỡ cho Dương Quân Tài phải nhiệt tình ra tay, phải kéo cung thật mạnh. Vừa rồi hắn nghĩ rằng mình kéo cung không tìm được mục tiêu, bây giờ khóe miệng hắn chợt lộ ra nụ cười. Vương Tử Quân giống như ngoảnh mặt làm ngơ với tâm tư của Dương Quân Tài, hắn cầm bản kế hoạch trên mặt bàn lên, sau đó dùng giọng ngưng trọng nói. Từng cửa hàng đều phải bỏ ra ít nhất 500 đồng để sửa chữa. Tôi dù chưa từng làm công tác thống kê cả cửa hàng trong huyện thành nhưng ít nhất cũng phải trên một ngàn. Nếu như chúng ta ép bọn họ phải thay đổi một cách thống nhất, như vậy phòng tài chính huyện cũng không có nhiều tiền như vậy. Khốn nổi kế hoạch này là rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta không bằng đưa kế hoạch cho cục xây dựng, để bọn họ căn cứ vào đó để chế định ra một tiêu chuẩn, sau này tất cả các cửa hàng mới sẽ phải lắp đặt thiết bị theo kế hoạch này. Nếu cứ tiến hành như vậy thì chỉ cần sau 2-3 năm thì tất cả các cửa hàng sẽ được thay đổi dần dần, Thế là diện mạo phố phường sẽ thay đổi, cũng không hao tiền tốn của, các hộ kinh doanh cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Những gì chủ tịch Vương vừa nói cũng là một biện pháp hay, nhưng chủ tịch Tề sắp đến huyện chúng ta, mà lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chúng ta thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới để tiếp đón chủ tịch Tề. Nếu chúng ta áp dụng phương pháp mà chủ tịch Tề đề xuất, như vậy phòng tài chính huyện sẽ căn bản không bỏ ra xu nào, ai được lợi thì người đó phải bỏ tiền. Tôi cảm thấy khối chính quyền của chủ tịch Vương nên nhanh chóng phổ biến kế hoạch này xuống, không nói đến điều kiện, không cần trả giá." Dương Quân Tài nói lời cuối cùng thì hầu như là từng chữ từng chữ, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú về phía Vương Tử Quân. "Quyết sách của Đảng ủy thì chính quyền phải chấp hành, điều này không có gì phải đáng trách, thế nhưng nếu thật sự xử lý theo đúng kế hoạch của Dương Quân Tài, nếu làm tốt thì thị ủy sẽ ghi nhớ công lao lên đầu của bí thư Dương, làm không tốt thì kẻ bị trách phạt cũng chỉ là Vương Tử Quân." Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy ít nhất thì các hộ kinh doanh trong huyện sẽ không nói ra lời gì tốt đẹp đối với mình. Chủ tịch Tề đến đây để kiểm tra giám sát, tôi cảm thấy chúng ta đối mặt với tình huống lãnh đạo xuống kiểm tra thì cần phải bày ra bộ mặt thật, như vậy mới có thể làm cho lãnh đạo đưa ra quyết sách giúp đỡ mạnh mẽ. Chúng ta dù sao cũng chỉ là một huyện thành, lại là huyện nghèo khó cấp quốc gia, cần gì phải vì những thứ trước mắt như vậy. Vương Tử Quân khẽ uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói, Cảm giác tức giận trong lòng Dương quân tài chợt bùng lên đến tận đỉnh đầu, hắn tuy dự tính rằng Vương Tử Quân sẽ phản đối, nhưng hắn cũng không ngờ đối phương không cho mình mặt mũi, trực tiếp nói rõ ý nghĩ trong lòng mình. Đáng giận chính là đối phương nhìn rõ tất cả, thế nhưng lại nói giống như chính mình làm sai, đây chẳng phải quá vô sỉ rồi sao. Dù Dương quân tài có quan hệ tốt với Tề Chính Hồng, nhưng hắn cũng không thể nói rằng Chủ tịch Tề Chính Hồng thích xem những thứ như vậy, nếu như sự việc truyền ra ngoài thì thanh danh của Chủ tịch Tề sẽ bị ảnh hưởng. Chủ tịch Phương, quan điểm của anh chỉ đại biểu cho cá nhân, tôi cảm thấy xuất phát từ chỉnh thể phương hướng của huyện Lô Bắc, sự kiện thống nhất các cửa hàng lần này là nên làm. Sọng điệu của Dương Quân Tài thật sự mang theo vài phần chân thật đáng tiểu như Bí thư Dương, chính quyền phục tùng theo chỉ đạo của lãnh đạo đảng ủy, chỉ cần hội nghị thường ủy cho ra quyết nghị, tôi dù có ý kiến cá nhân như thế nào cũng chỉ có thể giữ lại mà thôi. Vương Tử Quân vẫn nói bằng giọng điệu bình tĩnh nước chảy mây trôi, nhưng ý nghĩa lời nói lại quá rõ ràng, hắn nói cho Dương Quân Tài biết, dù xanh là bí thư huyện ủy, nhưng anh cũng không phải đại biểu cho hội nghị thường ủy. Dương Quân Tài vốn phải nổi giận nhưng bây giờ trên mặt lại lóe lên cảm giác vui mừng, nhưng vui sướng đến nhanh thì đi cũng nhanh, chỉ sau khoảnh khắc đã tan biến trên mặt hắn. Chủ tịch Vương, tôi hiểu ý của anh, như vậy thì chúng ta tranh thủ tối nay mở hội nghị thường ủy để thảo luận về vấn đề này hai người nói chuyện có thể nói là tan rã trong bầu không khí mất vui. Khi đi ra phòng làm việc của Dương Quân Tài thì trên mặt Vương Tử Quân còn treo nụ cười nhạt, còn Dương Quân Tài thì giống như chưa từng có việc gì phát sinh, vẫn bình tĩnh và trầm ổn tiễn Vương Tử Quân ra khỏi phòng. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình mà trong lòng vẫn nghĩ về những gì phát sinh trong phòng làm việc của Dương Quân Tài, tỷ lệ giúp đỡ Dương Quân Tài trong hội nghị thường ủy thật sự không cao bằng mình. Nhưng đối phương lại kiên trì mở hội nghị thường ủy, rõ ràng đã nói lên một vấn đề. Dương Quân Tài là kẻ ngốc sao? Tất nhiên là không phải, tuy người này coi trời bằng vung, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy đối phương rất thông minh, một người thông minh như vậy sẽ đưa mặt ra cho mình đánh sao? Đáp án tất nhiên là không, mà bây giờ đối phương lại kiên trì mở hội nghị thường ủy, Dương Quân Tài kiên trì như vậy là vì lý do gì? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh có bận không? Tiếng gõ cửa vang lên, Đỗ Tự Cường đi vào trong. Sau khi trở thành phó bí thư chủ quản khối tư pháp thì Đỗ Tự Cường càng tỏ ra nghiêm túc, số lần đến phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng nhiều hẳn lên. Mời bí thư Đỗ ngồi chơi. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn đi đến bên cạnh ghế salon, sau khi mời Đỗ Tự Cường ngồi xuống thì cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác. Chủ tịch Vương Nghe nói anh có phát sinh tranh chấp với Bí Thư Dương ở đề xuất thay đổi diện mạo phố phường của huyện Lô Bắc. Cả hai muốn đưa đề nghị kia ra hội nghị thường ủy để quyết định. Đỗ Tử Cường nói hai câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là không thống nhất ở một phương diện nhỏ cũng không tính là chuyện gì lớn. Vẻ mặt phương tử quân vẫn rất thản nhiên, hắn dùng giọng bình thường nói. Khi hai người trò chuyện thì Tôn Hạ Châu khẽ đưa trả đến dưới tình huống bình thường. Khi lãnh đạo thảo luận thì hắn rót nước xong sẽ chủ động tránh đi. Nhưng hôm nay hắn lại mở miệng chen vào. "Chủ tịch Vương, bây giờ cả huyện ủy đều đã biết tin An phản đối với ý kiến của bí thư Dương, còn có người nói hai vị lãnh đạo sẽ quyết chiến với nhau ở hội nghị thường ủy." Trong lòng Vương Tử Quân khẽ động, dù không có chuyện tin tức được giữ kín, thế nhưng tốc độ phát tán của tin tức lần này hình như có hơi nhanh. Xem ra bí thư Dương đang có những toan tính không nhỏ. Đỗ Tử Cường khẽ cười, lão nâng ly sứ trắng ở bên cạnh lên uống một ngụm trà, sau đó thản nhiên nói. Chủ tịch Vương, trà của anh ở chỗ này hình như cũng không quá ngon thì phải. Đó là tất nhiên, nếu anh muốn uống trà ngon thì phải đến chỗ của Bí Thư Dương, nghe nói ly đằng long đã từng được Hoàng đế dùng qua. Vương tử quân cảm thấy rất thả lỏng, hắn thuận miệng nói lời chọc ghẹo Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường chỉ cười ha hả mà không nói gì thêm, lúc này Tôn Hạ Châu đang chuẩn bị lui ra ngoài cũng cười xì một tiếng. Chủ tịch Vương, bí thư Đỗ, không phải tôi cố ý, chỉ là nghĩ đến một câu chuyện vui, thế là không nhịn được phải phì cười. Dù rất được Vương Tử Quân tin dùng và tán thưởng thế nhưng Tôn Hạ Châu vẫn mở miệng rất chú ý. Có chuyện gì? Vương Tử Quân biết rất rõ về phong cách làm việc và làm người của Tôn Hạ Châu, người này gần đây rất chú ý bồi dưỡng cách đối nhân xử thế, lúc này lại cười khó kìm giữ như vậy, điều này lập tức làm cho Vương Tử Quân chú ý. Chủ tịch Vương, hai ngày trước có vài cán sự của khối chính quyền bàn luận với nhau về chiếc ly sứ long đằng của Bí Thư Dương, có một người nói cái ly này rất quý, đã từng được Hoàng đế đồng trì sử dụng, là bảo vật của bảo vật. Nếu như đưa chiếc ly kia ra đấu giá, như vậy chắc chắn sẽ được một món tiền lớn. Tôn Hạ Châu thấy Vương Tử Quân có hứng thú thì sao không mở miệng biểu diễn một phen. Khi mọi người định giá thì tên kia còn nói cái ly được Hoàng đế dùng để uống nước hàng ngày sẽ không thể không nhiễm một chút long khí nhưng người này còn chưa nói dứt lời, một vị cán sự ma mãnh có quan hệ không tốt với hắn không biết suy nghĩ thế nào mà nói hoàng đế đồng trì trước kia chết vì bệnh giang mai, vật kia biết đâu sẽ là trung gian lây bệnh, mỗi ngày dùng nó uống nước, biết đâu sẽ để lại nhiều virus nguy hại. Vương Tử Quân và Đỗ Tử Cường nghe xong những lời tự thuật của Tôn Hạ Châu thì ngây người ra một lúc, sau đó cả hai cùng cười ha hả, mà Đỗ Tự Cường thiếu chút nữa đã phải phun nước trà từ trong miệng ra ngoài. Hạ Châu, những lời này cũng không dễ nghe sau này cậu cần phải chú ý cũng không thể nói bừa ra ngoài hiểu không vương tử quân áp che cảm giác vui vẻ hắn dùng giọng đầy thiện ý nói với tôn hạ châu vâng chủ tịch vương tôi biết rõ điều này tôn hạ châu khẽ gật đầu sau đó hắn lại nói tiếp nhưng này chủ tịch vương chuyện này có nhiều người biết bây giờ biến thành một câu chuyện cười được truyền khắp huyện thành à tôi mặc kệ người ta nói như thế nào tôi chỉ yêu cầu chính cậu không nói ra là được. Vương tử quân phất tay rồi khẽ lên tiếng. Tôn Hạ Châu khẽ gật đầu rồi lui ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Đỗ Tử Cường. Đỗ Tử Cường khẽ đặt ly sứ xuống, lão ho khan một tiếng rồi nói. Đúng là trong một cánh rừng thì chim gì cũng có, anh nói xem người kia nghĩ như thế nào mà không chuyện gì không thể làm, ngay cả những câu nói như vậy cũng có thể nghĩ ra được, ha ha đỗ tự cường dù phê bình những người phát ra tin tức kia thế nhưng vương tử quân lại cảm thấy phó bí thư đỗ thật sự muốn khích lệ những lời nói miên man không đúng của đám người kia sau khi dương quân tài đến nhận chức thì không tỏ ra tốt đẹp vui vẻ gì với những phần tử ủng hộ vương tử quân như đỗ tự cường tuy không làm gì được nhau nhưng trên những chuyện nhỏ nhặt thường đứng trong tối hoặc ngoài sáng để vung tay cản lại điều này làm cho đỗ tự cường có chút căm thức chúng ta cùng uống trà chuyện của người ta cũng để mặc cho người ta xử lý Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi nói. Chủ tịch Vương, những ngày qua lưu truyền Pháp và Trần Lộ Giao hoạt động quá bận rộn, lúc này đối phương đồng ý đưa lên hội nghị thường ủy để cho ra quyết định, biết đâu sẽ có thủ đoạn gì đó, anh cũng nên cẩn thận một chút. Đỗ Tử Cường dù sao cũng là người lăn lộn trong thể chế nhiều năm, lúc này cũng nghe được có hương vị không đúng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Trước mắt chúng ta tuy lấy việc phát triển kinh tế làm trung tâm, thế nhưng vấn đề bảo đảm ổn định trị an xã hội lại là đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, dân tâm ổn định thì thiên hạ mới an bình. Huyện chúng ta năm nay dựa vào cầu đường An Lô mà kinh tế sắp phát triển, càng là lúc này thì khối công tác tư pháp càng có những yêu cầu mới, điều này yêu cầu anh quan tâm nhiều hơn. Điều này tôi biết rõ, tôi đã yêu cầu các thôn xóm cứ mỗi tháng phải có báo cáo về những nhân tố không ổn định của mình, nhanh chóng sửa trị bất kỳ hành vi nào xuất hiện. Đỗ Tử Cường nói đến công tác thì vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần. "À, bí thư Đỗ, tôi an tâm với công tác của anh." "Đúng rồi, tôi nghe nói xã Hoa Sơn làm rất tốt công tác bảo đảm trị an xã hội, anh nên đến xem xét, chúng ta nên coi trọng những nơi hoàn thành và thậm chí là làm tốt hơn công tác được sao?" Vương Tử Quân khẽ ngẩng đầu rồi trầm giọng nói. Đỗ Tử Cường nghe thấy ba chữ xã Hoa Sơn thì chợt nhớ đến một tin tức quan trọng trước kia Phó Chủ tịch Trần Tiến Đường chính là bí thư đảng ủy xã Hoa Sơn, sau đó mới được đề bạt lên. Đỗ Tử Cường tất nhiên sẽ hiểu ra vấn đề, lão gật đầu thật mạnh, cũng không nói thêm lời nào. chương 296 lãnh đạo mở miệng bên dưới chạy mỏi chân. Trần Lộ Giao ngồi bất động trong phòng làm việc của mình, cơ thể dựa hẳn lên lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt béo núc tràn ngập nụ cười trước mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắc ý. Bí thư Trần, anh nói xem tên họ vương kia thì làm được gì phương án thống nhất bảng hiệu và lắp đặt thiết bị này không tốn của huyện một xu nào lại có thể làm cho phố phường khoác lên diện mạo mới vừa điểm tô cho vẻ đẹp của thành phố an dịch vừa nổi bật bộ mặt của đảng ủy chính quyền huyện lô bắc đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện anh ta dựa vào cái gì để can thiệp vào ngay cả bí thư dương cũng đã đồng ý anh ta còn chen vào làm gì ngay cả vị trí của mình cũng bày ra một cách bất chính đúng là Phó Chủ tịch Trần Tiến Đường dùng giọng tràn đầy phẫn nộ nói. Trần Lộ Giao nhìn gương mặt béo núc của Trần Tiến Đường, trong lòng thầm nghĩ, anh tức giận thì đi tìm tên họ vương kia mà phát tiết, chạy đến đây hô hào làm gì. Sau lưng thì giỏi nói những lời khó nghe, đứng trước mặt vương tử quân không phải chẳng dám nói lời nào sao. Tuy hắn cảm thấy khó chịu nhưng trên mặt lại nở nụ cười như hoa, đúng là một kẻ không ra gì, chỉ có gan đến chỗ mình kêu loạn, làm gì có gan đứng trước mặt mà khiêu chiến bây giờ đến đây nói này nọ, muốn ông đây đứng ra châm ngòi sao? Muốn đẩy ông lên đầu sóng ngọn gió sao? Còn bà nó khi ông chơi trò này thì tiểu tử như ngươi còn đang chơi đất dưới xã mà thôi. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt Trần Lộ Giao vẫn công chính và bình thản như trước, hắn mỉm cười nhìn Trần Tiến Đường rồi phất tay nói. Chủ tịch Tiến Đường, có một số việc anh cũng không nên chỉ nhìn vào một mặt, chủ tịch Vương phản đối cũng có lý do của anh ấy, anh nói xem có đúng không? xưa nay có cầu đèn không khơi không sáng, không kiểm tra không thể nào nói rõ. Chỉ cần ý tưởng của anh căn cứ vào đại cục của toàn huyện, ý nghĩ chính xác, tôi tin chắc hội nghị thường ủy nhất định sẽ căn cứ vào đại cục mà nhất trí thông qua. Bí thư Trần nói rất đúng, tôi cũng không phải sợ đối với những lời biện luận của người khác. Thế nhưng tôi sợ có người sẽ lạm dụng chức quyền. Mặt ngoài nói tập trung dân chủ thế nhưng thực chất chỉ là thỏa mãn mưu đồ của mình, diễn dịch những trò xấu xa đến thực hạn nếu cứ như vậy không phải làm cho công tác của chúng ta rơi vào trạng thái bị động sao. Trần Tiến Đường tuy mở miệng nói lời không mặn không nhạt nhưng ánh mắt vẫn quan sát phản ứng của Trần Lộ Giao, trong lòng thầm nghĩ, cáo giả đúng là cáo giả, nói thì có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt nhưng thực lực của Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc này thì ai mà chẳng biết, những chuyện mà Chủ tịch Vương đã phản đối nếu được thông qua hội nghị thường ủy thì thật sự là cực kỳ lạ đời. Trần Tiến Đường tuy bất mãn với những lời tìm mọi cách từ chối của Trần Lộ Giao thế nhưng biểu hiện lại không dám bày tâm tình của mình ra ngoài. Nếu so sánh với Trần Lộ Giao thì thực lực và quyền uy của hắn cản bản không là thứ gì. Trần Lộ Giao bây giờ là phó bí thư nắm công tác nhân sự, là cán bộ lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện, mà hắn chỉ là một phó chủ tịch không nhập vào thường ủy, lấy gì để đứng ngang hàng với người ta. Nếu như không tranh thủ sự ủng hộ của mọi người thì hắn cũng không phải là thảm nhất, Hắn sẽ có thể tiếp tục bảo trì một thái độ trung lập, nhưng nếu Vương Tử Quân đứng ở phía đối lập với mình, như vậy cũng xem như đã tính sai một nước. Lại nói tiếp, nếu như Trần Tiến Đường không vì chức vụ và sự phát triển của mình trong tương lai, sợ rằng cũng không chạy về phía Dương Quân Tài. Dù sao thì bên phía Vương Tử Quân có đủ binh hùng tướng mạnh, xu thế đã quá rõ, bây giờ lại có được lực ảnh hưởng thâm căn cố đế ở huyện Lô Bắc, nếu tiến vào thì càng có thể nói là ổn thỏa nhưng trần tiến đường không phải là một người an phận hắn khơ nóc cam lòng với cuộc sống hiện tại dù vương tử quân có thể cho ra nhiều chỗ tốt thế nhưng hắn muốn từng bước tiến lên bậc thang thì không biết phải chờ bao lâu vì người đi theo vương tử quân còn rất nhiều nhưng nếu nhìn về phía dương quân tài thì khác hẳn dương quân tài là một bí thư huyện ủy bây giờ nhân lực không đủ đang ở vào giai đoạn cấp bách chiêu binh mãi mã để tranh đấu với vương tử quân nếu trần tiến đường có thể tìm được chỗ đứng vào đúng thời điểm quan trọng này tìm được sự tán thưởng của bí thư Dương Quân Tài, như vậy nó sẽ là một con đường tắt để hắn có thể tranh thủ một vị trí thường ủy và tiến càng thêm xa hơn. Người ở trong thể chế thì vào đúng thời điểm mấu chốt không phải chỉ là vùi đầu kéo xe, còn muốn ngẩng đầu nhìn đường, đây là đứng thành hàng. Dù con đường đi có nguy hiểm, thế nhưng dù là anh đứng về phía nào cũng không phải quay lưng về một phía khác sao? Trần Tiến Đường nghĩ như vậy mà trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa Trần Tiến Đường tự nghĩ mình có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, có nhiều thành tích, chỉ cần có sự giúp đỡ của lãnh đạo nữa mà thôi, đồng thời tố chất bản thân cũng rất tốt và vượt qua thử thách, vào đúng thời điểm mấu chốt có thể nghênh đón khó khăn, hắn nghĩ rằng mình thật sự có tiềm chất như vậy. Lúc này Tề Chính Hồng đến huyện Lô Bắc, hắn cảm thấy đó là hy vọng của mình, vì thế mà chợt nghĩ ra một biện pháp và đưa lên cho Dương Quân Tài. Trần Tiến Đường thật sự rất tự đắc về bản kế hoạch của mình hơn nữa dương quân tài mở miệng tán thưởng càng làm cho hắn thấy lâng lâng hưng phấn không thôi, nhưng lúc này hắn lại bị vương tử quân dội một gáo nước lạnh lên đầu. Huyện Lô Bắc là của người dân Lô Bắc, cho dù những người kia thích không có việc gì cũng đâm chọc gây sóng gió nhưng đứng trước chính nghĩa cũng chỉ có thể ảm đạm xuống đài mà thôi, anh không nên hoài nghi đối với câu nói này. Trần Lộ Giao sao không hiểu Trần Tiến Đường đang nói về ai, dù hắn không bày tỏ thái độ rõ ràng nhưng nghĩ đến những sự kiện đáng giận của Vương Tử Quân, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng giọng hung hăng nói. Anh nó thì hay lắm, quan trọng là ông đây đã thấy các người nhiều lần chơi trò cao tay với người ta, thế nhưng có lần nào các người thắng được đâu. Trần Tiến đường thầm cười lạnh nhưng ngoài miệng lại không dám lỗ máng, lần này hắn tìm đến Trần Lộ Giao, chính là muốn bí thư Trần phát lực ở hội nghị thường ủy, cũng không muốn làm cho vị phó bí thư Trần này phải nổi giận. Khi Trần Tiến Đường đang tổ chức lại ngôn từ, đang định tiến thêm một bước thuyết phục Trần Lộ Giao, đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Sau đó có người đi vào, chính là thư ký Ngô Quang của Phó Bí Thư Trần Lộ Giao. Tiểu Ngô, có chuyện gì? Trần Lộ Giao khẽ lên tiếng khi thư ký Tiểu Ngô của mình dừng lại. Bí Thư Trần, vừa rồi nhận được thông báo của Thị ủy, Bí Thư Thị ủy Trình Vạn Thọ muốn xuống huyện chúng ta kiểm tra các công tác chuẩn bị. Thư ký Ngô Quang thật sự không dám chậm trễ với câu hỏi của lãnh đạo. Trần Lộ Giao khẽ gật đầu, nói rằng đã biết, sau đó phất tay cho ngô quang rời đi sau khi ngô quang khẽ đóng cánh cửa lại trần lộ giao mới nở nụ cười nhìn về phía trần tiến đường rồi nói anh không phải sợ tiểu quỷ gây sóng gió sao bây giờ đại thần đã đến anh đã cảm thấy yên tâm chưa à yên tâm yên tâm hơn rồi bí thư trần anh quả nhiên là mưu tính sâu xa không phải loại người cơ bắp như tôi có thể sánh kịp Trần Tiến Đường dù trong lòng có chút nén giận thế nhưng ngoài miệng vẫn phải dùng giọng điệu nịnh hót để nói với Trần Lộ Giao. Nhìn bộ mặt của Trần Lộ Giao thì đã thấy rõ vấn đề, xem ra đối phương đã có dự tính từ trước, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, rõ ràng đã sớm biết được nhiều điều. Sớm biết thì nói một tiếng không được sao, cần gì phải làm cho tôi lo lắng xuông nãy giờ. Nếu nói mưu tính sâu xa cũng không phải là tôi, đó chính là những sự chuẩn bị sẵn sàng của Bí Thư Dương. Vương tử quân không phải không tình nguyện sao, lúc này không phải là thời điểm cho hắn có thể lên tiếng. Bí thư Dương nói rất hay, châu nếu không chịu uống nước thì chỉ có thể bị người ta ép cúi đầu uống nước, chỉ cần còn tư tưởng thì chắc chắn sẽ có thể nghĩ ra được nhiều biện pháp giải quyết khó khăn, anh nói xem có đúng không. Trần lộ giao khoát tay không quan tâm, hắn cười tủm tỉm nói với Trần Tiến Đường. Vâng, tất nhiên rồi. Trần Tiến Đường đưa mắt nhìn Trần lộ giao, sau đó cả hai cùng cười phá lên, nhưng hai người nở nụ cười lại có những ý vị cực kỳ khác nhau. Đối với chuyện nghênh đón phó bí thư thị ủy xuống thị sát công tác, các nơi đều có những quy củ bất thành văn. Nói rõ thì là thế này, nếu là lãnh đạo đảng ủy hay chính quyền xuống các địa phương trực thuộc thì lãnh đạo địa phương phải đến tận vùng giáp danh nghênh đón, đối với cấp phó của đảng ủy chính quyền cấp trên thì bình thường chỉ cần nghênh đón ở cổng cơ quan là được. Nhưng dù là chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như nếu tiếp đón phó bí thư nắm công tác chính trị bình thường đều được người ta tiếp đãi giống như các vị lãnh đạo đứng đầu. Dương quân tài tất nhiên sẽ tự mình quyết định quy cách nghênh đón phó bí thư trình vạn thọ, đó chính là ra vùng giáp danh để đón chào, nhưng lúc này không phải là các vị lãnh đạo của bốn bộ ban ngành, mà là các vị thường ủy huyện ủy. 7 giờ rưỡi sáng, từng chiếc xe hơi bóng loáng đã dừng lại trên con đường giáp danh giữa huyện Lô Bắc và huyện Hàng Xóm, tuy bây giờ chuyện dùng xe ở huyện Lô Bắc vẫn khó khăn như trước, thế nhưng các vị thường ủy vẫn có xe của riêng mình. Chủ tịch Vương vừa rồi chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại đến, nói rằng 5 phút sau xe của bí thư Trình sẽ đi đến, mong anh chuẩn bị một chút. Tôn Hạ Châu cầm trong tay điện thoại di động của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn kéo cửa chiếc xe Santana, đi từ trong xe ra ngoài. Khi hắn cất bước đi ra, các vị thường ủy huyện ủy cũng đều đi ra theo. Trong lòng Vương Tử Quân có sinh ra chút phản cảm với những chuyện mà quá trình nghênh đón này mang đến cho mình nhưng hắn dù thế nào cũng phải thực hiện theo số đông. Dù tình thế bây giờ cũng sẽ không làm cho lãnh đạo chú ý, thế nhưng mọi người cùng đi đón, nếu mình không có mặt thì ngược lại sẽ giống như không coi lãnh đạo ra gì, tất nhiên lãnh đạo sẽ có một ý nghĩ khác lạ trong lòng. Nếu gặp loại lãnh đạo khẳng khái sảng khoái và lòng dạ rộng rãi thì chỉ cười ha hả xem đó là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng nếu gặp phải một vị lãnh đạo lòng dạ không rộng rãi, tuy lãnh đạo khó thể nào quyết định anh có lên chức hay không, Thế nhưng muốn gây khó khăn cho anh thì chỉ đơn giản là mở miệng nói vài câu mà thôi. Chủ tịch Vương, lần này Bí thư Trình đến huyện Lô Bắc chính là cho chúng ta một ý nghĩ rõ ràng, những ngày hôm trước tôi còn có chút lo lắng bất an về chuyện nghênh đón chủ tịch tề. thế nhưng bây giờ thì tốt, Bí thư Trình chính là bộ hạ cũ của chủ tịch Tề, nhất định sẽ cho chúng ta nhiều ý kiến hay về phương pháp tiếp đái. Dương Quân Tài cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng tràn đầy vui vẻ nói: Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Dương quân tài, biết rõ vì sao trình vạn thọ lại đến huyện Lô Bắc vào lúc này. Nhưng hắn tuy biết rõ nhưng lúc này cũng chỉ có thể giữ trong lòng, dù sao trên quan trường chỉ cần không đến mức độ vạch mặt nhau, mọi người vẫn cố gắng tỏ ra sống hòa hợp êm ấm. Trần Lộ Giao và đám thường ủy huyện ủy thấy bí thư và chủ tịch xuống xe thì mới cùng nhau đi ra khỏi xe, sau đó mọi người đi đến vây quanh lấy hai vị lãnh đạo, Lúc này tất cả mọi người đã thầm hiểu rõ vì sao phó bí thư Trình Vạn Thọ lại phải xuống huyện Lô Bắc, thế nhưng gương mặt ai cũng bình thường, không có chút biểu hiện nào khác biệt. Bí thư Dương, lần này vì tiếp đón bí thư Trình mà anh thật sự hao tâm tổn trí, lãnh đạo đi xuống chỉ cần mở miệng là chúng ta phải chạy gãy chân rồi. Dù chuyện tiếp đón chủ tịch Tề là của huyện Lô Bắc, thế nhưng huyện Lô Bắc dù thế nào cũng là một bộ phận của thành phố An Dịch, thành phố dù thế nào cũng phải giúp đỡ chúng ta được một phần tài chính có phải không? Trần Lộ Giao vẫn giữ bộ dạng mỉm cười tùm tỉm như trước, khi hắn đi đến bên cạnh Dương Quân Tài thì nở nụ cười dùng giọng trêu chọc nói. Dương Quân Tài khẽ cười. Bí thư trình là phó bí thư nắm công tác tổ chức, cũng không phải là phó chủ tịch thường vụ nắm khối tài chính, nếu chúng ta chia tay đòi tiền với anh ấy, sợ rằng chỉ là tự làm mất mặt mà thôi. Người khác mở miệng đòi tiền thì sẽ là tự làm mất mặt, thế nhưng nếu bí thư Dương muốn thì lại khác biệt hoàn toàn, Tôi cảm thấy bí thư trình chắc sẽ không để anh phải mở miệng, dù sao thì hai bên cũng có sự khác biệt quá lớn. Tôn Quốc Lương tiến đến bên cạnh Dương Quân Tài rồi nói tiếp. Tiếu tử Đông đưa mắt nhìn Tiếu tử Đông và Tôn Quốc Lương đang kẻ sướng người hỏa với bộ dạng vốt mông ngựa thì trong lòng thầm cười lạnh, nhưng lúc này hắn cũng không nói điều gì, dù sao thì tình thế lúc này có xu hướng là đối phương khá mạnh. Trước đó hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ chiến thắng trước Dương Quân Tài ở hội nghị thường ủy về vấn đề thống nhất biển hiệu và lắp đặt thiết bị các cửa hàng ở huyện Lô Bắc, bây giờ xem ra khó có thể thực hiện được. Trình Vạn Thọ rõ ràng là chỗ dựa cho Dương Quân Tài, nếu như hắn dùng thân phận lãnh đạo thị ủy để đồng ý với lời đề nghị của Trần Tiến Đường, đám người thường ủy huyện ủy đang còn phân vân nhất định sẽ đồng ý với Dương Quân Tài. Vì vậy xem như Dương Quân Tài giành được thắng lợi ở hội nghị thường ủy. Tuy thật sự không cam lòng nhưng Tiếu Tử Đông xem như đã không còn cách nào khác hơn, thậm chí hắn còn loáng thoáng nhìn thấy tình huống mình và Vương Tử Quân giống như rơi vào bẫy của người ta. Dương Quân Tài ném sự kiện này ra giống như căn bản không phải vì tu sửa và chỉnh đốn bộ mặt phố phường, chẳng qua chỉ muốn đả kích uy tín của Vương Tử Quân mà thôi. Trong lòng lóe lên nhiều ý nghĩ, Tiếu Tử Đông đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy bộ dạng chủ tịch Vương vẫn cực kỳ bình tĩnh, vẫn trò chuyện với bí thư Dương Quân Tài như bình thường căn bản giống như chưa từng có việc gì phát sinh. Chiếc xe hơi màu đen treo biển số 3 của thành phố An Dịch nhanh chóng chạy đến trên con đường An Lô, sau đó chiếc xe dừng lại vững vàng trước mặt Dương Quân Tài và các vị thường ủy huyện ủy Lô Bắc. Chào Bí Thư Trình, ngài có thể đích thân đến huyện Lô Bắc kiểm tra chỉ đạo công tác, tôi đây cảm thấy thật sự kích động. Dương Quân Tài thấy Trình Vạn Thọ thì tiến lên chào đón với gương mặt tràn đầy nụ cười, tuy bình thường hắn rất tùy ý với Trình Vạn Thọ, Thế nhưng đây là tình huống trước mặt mọi người, thế cho nên cũng mở miệng nói ra những lời nịnh nọt để giữ thể diện cho Trình Vạn Thọ. Trình Vạn Thọ là người nổi tiếng ở thành phố An Dịch, nhưng cái giá của bí thư Trình sẽ biến đổi khi đối mặt với từng người khác nhau. Khi hắn đối mặt với Dương Quân Tài thì căn bản không dám làm cao, khi Dương Quân Tài vươn tay ra thì hắn cũng nhanh chóng đưa tay bắt chặt. Ha ha ha, bí thư Dương, đã vài ngày không gặp, anh xem ra càng có tinh thần hơn trước xem ra cơ sở thật sự là một nơi thích hợp để người ta rèn luyện nhưng này quân tài không phải tôi nói anh anh đang công tác rất bận rộn sao không có thời gian nào đến nhà tôi à trình vạn thọ nói ra những lời khá nồng nhiệt nhìn thì giống như đang phê bình dương quân tài thế nhưng thực tế lại tuyên bố với đám người thường ủy huyện ủy về quan hệ của hai người với nhau đám thường ủy huyện ủy tuy biết dương quân tài có quan hệ với bí thư trình vạn thọ thế nhưng lúc này Trình Vạn Thọ nói ra những lời như vậy thật sự không khỏi làm cho lòng người dao động. Trên quan trường gần đây chú ý đến chuyện kiệu hoa nhiều người cùng khiêng, có quan hệ với phó bí thư nắm công tác tổ chức của một thành phố sẽ có ý nghĩa thế nào. Điều này dù là ai cũng biết rõ ràng. Bí thư Trình, vị này chính là chủ tịch vương, những ngày tôi đến nhận chức ở huyện Lô Bắc đều nhận được sự quan tâm trợ giúp của anh ấy. Dương quân tài mỉm cười chỉ tay về phía vương tử quân, sau đó khẽ lên tiếng giới thiệu với trình vạn thọ vương tử quân nào cần dương quân tài phải giới thiệu với trình vạn thọ trước nay trình vạn thọ thật sự hận không thể vung tay cho tên khốn to gan lớn mật này trực tiếp ngã ngay xuống đất để cho hắn chọn đời khó thể thoát thân thế nên khi vương tử quân đưa tay ra hắn lại giả vờ nghiêng đầu nhìn trần lộ giao đang đứng sau lưng vương tử quân những hành vi như vậy có ý nghĩa thế nào thì không cần nói cũng rõ ràng mọi người đều có thể nhìn thấy được đó chính là trình vạn thọ tỏ ra bất mãn với vương tử quân, ngay cả việc bắt tay cũng không cần. Những chuyện như thế này đối với lãnh đạo tuyến trên không tính là gì, thế nhưng đối với đám cán bộ cấp dưới, ý nghĩa của nó là lãnh đạo không tin tưởng vào mình. Trần Lộ Giao nhìn bàn tay của bí thư trình vạn thọ mà trong lòng cảm thấy vui sướng, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Hắn thầm than bí thư trình quả nhiên là bí thư trình, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đã đạp ngã thể diện của vương tử quân, nếu như bí thư trình có thể cho thêm chút lực, đạp chết luôn tên khốn vương tử quân này thì càng tốt. Vương tử quân khẽ nhíu mày, khi trình vạn thọ còn chưa hoàn toàn đi qua người mình, bàn tay của hắn đã nhanh chóng bắt chặt lấy tay của bí thư trình, lại mỉm cười nói. Chào mừng bí thư trình đến kiểm tra công tác của huyện Lô Bắc. Vương tử quân vì có chút tức giận mà bàn tay dùng lực hơi lớn, trình vạn thọ lớn tuổi, lại làm quan nhiều năm, dưới tình huống an nhàn sung sướng cũng thiếu rèn luyện cơ thể, hai bàn tay mềm mại như phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt căn bản không có chút sức mạnh nào khoảnh khắc khi bị vương tử quân bắt chặt lấy tay thì hắn thật sự rất muốn rút tay ra thế nhưng bàn tay của vương tử quân thật sự giống như kìm sắt nắm chặt không buông đau quá trình vạn thọ cảm thấy một cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay nhưng hắn không dám kêu lên dù sao thì hắn cũng là phó bí thư thị ủy nếu như kêu lên một tiếng như vậy sẽ coi như thất thố trước mặt mọi người Tuy Vương Tử Quân có chút thất lễ, thế nhưng Phó Bí Thư Trình mới thật sự là người mất mặt. Bí Thư Trình, anh đến thật sự làm cho toàn thể cán bộ huyện Lô Bắc chúng tôi cảm thấy rất vui, cực kỳ kích động. Có lẽ anh không biết, vừa nghe nói Chủ tịch Tề sẽ đến thì toàn bộ cao thấp huyện Lô Bắc chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị công tác tiếp đón cực kỳ khua chiêng võ trống, không dám buông lòng, nhưng chúng tôi cũng thật sự không nỡ, bây giờ anh đến thì xem như giải quyết chuyện đại sự của chúng tôi. Vương Tử Quân vừa bắt chặt tay của Trình Vạn Thọ vừa dùng giọng cuồn cuộn không dứt để lên tiếng, bộ dạng của hắn thật sự giống như gặp mặt người thân nhất của mình vậy. Trình Vạn Thọ cực lực muốn rút tay ra, nhưng hắn thật sự không có đủ sức lực như vậy, hơn nữa càng vùng vẫy thì đối phương càng bắt chặt, càng lúc càng đau. Tuy gương mặt hắn cực kỳ âm trầm nhưng Vương Tử Quân nói cũng không thèm nhìn mặt, vừa dùng sức nắm vừa cười tủm tỉm lên tiếng, đồng thời đại diện cho toàn thể nhân dân huyện Lô Bắc cảm ơn sự giúp đỡ không biết mệt mỏi của bí thư Trình. Bí thư đỗ, chủ tịch vương thật sự là quá nhiệt tình, anh xem, anh ấy nhiệt tình đến mức làm cho bí thư trình run lên, tình huống cảm động như thế này thật sự đã lâu rồi chưa được gặp. Tiếu tử đông đứng bên cạnh đỗ tự cường, hắn dùng giọng trêu tức nói với đỗ tự cường. Đỗ tự cường tuy thầm nghĩ rằng vương tử quân to gan lớn mật, thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy một chiêu của chủ tịch vương như vậy là rất tốt. Đối với vương tử quân thì dù có làm thế nào cũng chỉ là úp mặt nóng lên mông lạnh của trình vạn thọ, Tất nhiên càng lúc càng mất mặt sẽ trở thành trò cười cho người khác. Nhưng bây giờ Trình Vạn Thọ đang ở trường hợp công khai, dù Vương Tử Quân có xoa nắn thế nào thì cũng không dám có phản ứng thái quá, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến chính mình. Đỗ Tự Cường trước kia từng gặp chút thủ đoạn nhỏ thế này trong quan trường, khi đó hắn còn là một phó chủ tịch xã, hắn đi cùng với bí thư và chủ tịch xã nghênh đón lãnh đạo huyện. Lãnh đạo huyện vì bất mãn với vị bí thư đảng ủy xã mà không nói hai lời, trực tiếp bỏ qua bí thư để bắt tay chủ tịch xã. Hành động như vậy thật sự làm cho địa vị của một vị bí thư xã nói 102 trở nên bấp bênh, tràn đầy nguy cơ. Một phút trôi qua, Vương Tử Quân vẫn còn tiếp tục nói, ba phút sau Vương Tử Quân vẫn còn nói năm phút sau, Vương Tử Quân vẫn còn đang tiếp tục lên tiếng, thật sự giống như hắn rất kính ngưỡng bí thư trình, lời nói giống như dòng sông Hoàng Hà cuộn chảy, căn bản liên tục không dứt. Gương mặt trình vạn thọ càng lúc càng trắng, bây giờ dương quân tài đã nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào trong lòng thầm cảm khái vương tử quân to gan lớn mật đồng thời cũng cảm thấy có chút tức giận vì chút thủ đoạn của trình vạn thọ mình đã sắp xếp ổn thỏa anh cứ thành thật phối hợp cho xong vở kịch hay này là được cần phải sử dụng chút thủ đoạn như vậy sao lúc này thì tốt vương tử quân không những không bị mất mặt ngược lại thì kẻ khốn khổ chính là anh con bà nó đây không phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo sao lúc này trình vạn thọ đã hối hận đến mức gương mặt tái nhợt mình không có việc gì làm hay sao mà bày trò đùa giỡn trước mặt nhiều người như thế này đây không phải làm cho chính mình chịu khổ sao phải biết rằng người này cũng không phải hạng dễ nắn bóp chỉ là trên đời không có thuốc hối hận cảm giác đau đớn trên bàn tay càng lúc càng tăng mạnh chịu không nổi nữa rồi thật sự quá mất mặt dù thế nào thì ông cũng phải rút tay về trình vạn thọ có ý nghĩ như vậy hắn muốn rút tay ra một cách quang minh chính đại đúng lúc vương tử quân quay sang chỉ trần lộ giao bí thư trình đây là bí thư trần lộ giao là người chủ quản công tác nhân sự của huyện lô bắc chúng tôi anh ấy rất kính ngưỡng anh trần lộ giao vốn đang cảm thấy rất vui vẻ vì bí thư trình vạn thọ chia tay với mình lại không ngờ bị vương tử quân vung tay chụp lấy bây giờ thì tốt vốn lãnh đạo muốn chủ động bắt tay với mình lại biến thành bắt tay với vương tử quân sau đó vương tử quân còn giới thiệu mình bắt tay cùng lãnh đạo nhưng trong lòng hắn cũng thầm bội phục về hành động của Vương Tử Quân, dù thế nào thì Vương Tử Quân người ta cũng yêu ghét rõ ràng, dám làm dám chịu, dù có nịnh hót cũng không thể nào trở thành minh hiếu, thế cho nên cứ tùy ý phát triển. Nhưng mình lại khác, cũng không dám bày ra bộ dạng bằng mặt không bằng lòng. Tuy cảm thấy rất không thoải mái nhưng Trần Lộ Giao vẫn vươn tay ra, dù thế nào cũng phải nghinh đón lãnh đạo, không thể để cho lãnh đạo phải chủ động đưa tay được. Nhưng bây giờ bí thư trình vạn thọ đang cực kỳ tức giận, cảm giác đau đớn liên tục truyền đến từ bàn tay, điều này càng làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi khi tiếp tục bắt tay với người khác. Lúc Trần Lộ Giao vươn tay ra thì hắn căn bản không tiếp đón, hơn nữa còn vô thức lui lại phía sau. Nếu như tình huống vương tử quân bắt tay bí thư trình vạn thọ chỉ được vài người nhìn sang, bây giờ hình ảnh phó bí thư trình vạn thọ từ chối bắt tay với Trần Lộ Giao đã rơi vào trong mắt không ít người. Trần Lộ Giao nhìn thấy bí thư trình lui về phía sau vài bước mà không khỏi sững sờ, thầm nghĩ mình theo sát dương quân tài, sao bí thư trình lại không nể tình như vậy. Bí thư huyện ủy đã bắt tay với lãnh đạo, chủ tịch huyện dù nói thế nào cũng đã bắt tay rồi, nếu như mình không được bắt tay với lãnh đạo, đây chẳng phải làm trò cười cho đồng sự sao. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Trần Lộ Giao chợt nghĩ đến tình huống chủ tịch vương chủ động chào đón lãnh đạo, kết quả là bí thư Trần cũng quyết đoán ra tay, hắn rũi tay ra, tất nhiên muốn học tập theo phương pháp của chủ tịch vương. Nếu như đã rơi vào tình huống này thì không bằng tranh thủ thời gian là vừa, Trần Lộ Giao nghĩ như vậy, thế là nhanh chóng tiến lên muốn chụp lấy bàn tay của Phó Bí Thư Trình Vạn Thọ. Phó Bí Thư Trình Vạn Thọ cũng không phải là một người ngã đau hai lần vào đúng một vị trí, bây giờ đối mặt với bàn tay lớn của Bí Thư Trần thì thật sự sợ hãi, bàn tay hắn vẫn còn đau đớn vì vừa rồi bị Vương Tử Quân bóp chặt. Trần Lộ Giao tiến lên thật sự rất nhanh, khi bàn tay của hắn sắp chụp được tay của Trình Vạn Thọ, đúng lúc này trình vạn thọ cũng nhanh chóng rụt tay lại với tốc độ nhanh không kém đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn trần lộ giao cũng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác trần lộ giao xem như đã cho ra quyết tâm cao độ nhất quyết phải bắt được tay của lãnh đạo bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bí thư trình vạn thọ quay đầu bỏ đi bàn tay của hắn lại giơ ra giữa không trung lúc này hắn cảm thấy mình cực kỳ mất mặt trước mắt bao người gương mặt đỏ đến tận mang tai phó bí thư thị hủy không chịu bắt tay với mình Trần Lộ Giao cảm thấy vương tử quân căn bản không vấp phải khó khăn, chính mình lại úp mặt nóng lên mông lạnh. Đây sẽ là một tin tức cực kỳ lý thú trong huyện Lô Bắc, tin chắc không bao lâu sau sẽ chuyển đi khắp huyện giống như hoa bổ công anh bay trong gió. Sau đó tin tức này sẽ trở thành đề tài tiêu khiển của đám cán bộ khắp các ban ngành trong huyện, đồng thời sẽ không ai quan tâm đến nguyên nhân hậu quả của sự việc. Sự thật không phải là như vậy, Trần Lộ Giao tuy hận không thể lớn tiếng nói với tất cả mọi người ở chỗ này, thế nhưng lúc này bí thư trình đang đi về phía chiếc xe của chính mình, hắn nào có cơ hội để lên tiếng chữa cháy. Bí thư trần, anh cũng không nên quá để ý, bí thư trình đã lớn tuổi, cũng có chút hoa mắt. Tôi thấy không bằng thế này, lát nữa đến huyện thành, anh đi tìm một cặp kính phù hợp để đổi cho cặp kính của bí thư trình. Vương tử quân mỉm cười nói với Trần Lộ Giao đang xấu hổ rút tay về. Trần Lộ Giao lúc này cực kỳ tức giận, thật sự hận không thể cho Vương tử quân một đấm, Thế nhưng tình huống lúc này quá khốn kiếp, đối phương đang mở miệng an ủi mình, dù mình có một ngà thế nào cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khốn nổi đối phương an ủi với bộ dạng quá hả hê. Trần Lộ Giao không có bất kỳ biện pháp nào khác, lúc này Trình Vạn Thọ đã vào trong xe, dù hắn có không thoải mái thế nào cũng chỉ có thể leo lên xe của mình. Vương Tử Quân leo lên xe, Thái Thần Bân đã sớm nổ máy sẵn, chiếc xe nhanh chóng chạy theo xe biển số 3 của lãnh đạo. Một đường không nói lời nào, khi về đến ủy ban huyện lô bắc thì đám nhân viên công tác đã chuẩn bị rất tốt đoàn người nhanh chóng tháp tùng lãnh đạo về phía phòng họp huyện ủy trình vạn thọ lúc này đã khôi phục lại như thường hắn được dương quân tài vương tử quân và đám thường ủy huyện ủy vây kín chung quanh tiến vào phòng họp với xu thế sao vây quanh trăng nhưng một vài tên nhân viên công tác có ánh mắt tốt lại phát hiện bí thư trình ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía phòng họp thế nhưng bàn tay lại nắm chặt và giữ khư khư bên người như bị phong hàn nhìn lầm mình nhất định là nhìn lầm. Thưa các đồng chí, Chủ tịch Tề đến huyện chúng ta nghiên cứu kiểm tra công tác, đó là sự khẳng định và coi trọng với công tác của huyện Lô Bắc chúng ta. Nó không những là chuyện đại sự đối với huyện Lô Bắc, còn là chuyện đại sự có liên quan đến thành phố An Dịch. Tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tài ăn nói của Dương Quân Tài là không tệ, sau khi khiêm tốn nói hai câu với Trình Vạn Thọ thì hắn dùng giọng điệu cực kỳ vui vẻ nói với mọi người. Thị ủy chính quyền coi trọng sự kiện lần này, bí thư Trịnh đã ba lần gọi điện thoại đến yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị sao cho tốt, chủ tịch Hào cũng càng bật đèn xanh cho công tác của huyện Lô Bắc. Hôm nay bí thư Trịnh lại bớt chút thời gian bận rộn của mình đại biểu cho thị ủy chính quyền đến tự mình kiểm tra, điều này làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực của mình tăng lên gấp bội. Thưa các đồng chí, Chúng ta hãy dùng những chàng pháo tay rộn rã nhất để cảm tạ sự giúp đỡ chân thành và hoan nghênh lãnh đạo đến huyện chúng ta thị sát công tác." Trình Vạn Thọ lúc này đã khôi phục lại phong thái của một vị phó bí thư thị ủy, hắn khẽ phất phất tay với mọi người. Sau khi tiếng vỗ tay lắng dịu thì hắn mới cười lên tiếng. "Tuy tôi không nhiều lần đến huyện Lô Bắc, thế nhưng tôi lại hiểu rõ về công tác và thành tích của các vị. Trong khoảng thời gian này dưới sự lãnh đạo của huyện ủy chính quyền, huyện Lô Bắc đã làm rất tốt các công tác Cực kỳ nhiệt tình, mọi người cùng nhau cố gắng tạo ra trạng thái tốt nhất, điều này tổ chức và lãnh đạo đều thấy rõ ràng, cũng cho ra những lời khẳng định tốt đẹp nhất. Đối với sự kiện nghênh đón chủ tịch tỉnh đến huyện kiểm tra công tác, bản thân tôi cảm thấy Đảng ủy và chính quyền huyện Lô Bắc cần phải có lòng tin mạnh mẽ hơn. Tôi nói thế này cũng là có căn cứ, vì ban ngành huyện Lô Bắc thật sự rất có sức chiến đấu, vào mỗi thời điểm đều hoàn thành công tác, đội ngũ có năng lực mạnh, từng người đều có thể đối diện với khiêu chiến khả năng chiến thắng cũng rất cao. Vì thế hôm nay tôi đến, hy vọng mọi người nói ra ý nghĩ chân thật của mình, chúng ta sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, sẽ chứng thực nhiệm vụ tiếp đái, đảm bảo tất cả mọi hạng mục đều được cẩn thận sắp xếp, làm sao cho huyện Lô Bắc được biểu hiện những mặt mạnh của mình. Mọi người có lòng tin không? Có. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trình Vạn Thọ là một phó bí thư thị ủy, tất nhiên nói chuyện sẽ rất khách quan, rất có trình độ, sau khi nói vài lời mở đầu thì lại tiếp tục lên tiếng về công tác tiếp đãi phải có trọng điểm và trật tự rõ ràng tuy tuyến dưới đã có chuẩn bị sẵn thế nhưng những lời này cũng chứng tỏ bí thư trình không phải là một người cố ý bịa đặt vương tử quân lẳng lặng ghi chép lại những gì trình vạn thọ đã nói hắn xem như đồng ý với đại bộ phận các quan điểm của bí thư trình nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ những thứ này còn chưa phải là trọng điểm thưa các đồng chí một thành phố cần phải chú trọng diện mạo của mình nó đại biểu cho thể diện của một thành phố. Tôi có tìm hiểu được vài thông tin từ những nhân viên công tác bên cạnh chủ tịch Tề, biết được rằng chủ tịch Tề rất quan tâm đến diện mạo phố phường. Câu nói đầu tiên của anh ấy thường là, trong thời gian ngắn các anh cũng không thể nào đẩy mạnh phát triển, trong vài tháng cũng không thể nào tìm được vài trăm triệu tiền đầu tư, nếu cứ nhìn chằm chằm vào đó sẽ không khác nào làm khó các anh. Nhưng diện mạo của đô thị thì lại khác, các anh có thể làm cho phố phường sạch đẹp hơn. Chút chuyện nhỏ như vậy chắc chắn các anh phải làm được chứ?" Dương Quân Tài ngồi bên cạnh Trình Vạn Thọ, trên mặt là nụ cười hiểu ý. Dù hắn không rất hài lòng với những biểu hiện của Trình Vạn Thọ ở lúc tiếp đón nơi vùng giáp danh, thế nhưng ít nhất lời nói của bí thư Trình vào lúc này cũng đúng trọng điểm, thế là tâm tình trở nên vui sướng. Có hai vị lãnh đạo là Tề Chính Hồng và Trình Vạn Thọ đè nặng ở bên trên thì các vị thường ủy có quan hệ tốt với Vương Tử Quân cũng không dám đứng ra ngáng chân bọn họ chỉ tạm thời là những minh hữu chính trị, cũng không ngu ngốc đến mức gây khó khăn cho lời nói của lãnh đạo vào lúc này. Nếu quan điểm của hội nghị này được thông qua, như vậy tuyến dưới hoàn toàn có thể áp dụng ý nghĩ của mình, dù không tạo nên đả kích lớn cho vương tử quân, thế nhưng ít nhất cũng đại biểu là mình và đối phương có sự bình hòa. Vừa rồi tôi đi xe đã nhìn qua bộ mặt của phố phường huyện Lô Bắc, có thể nói là rất tốt, rõ ràng các đồng chí đã bỏ ra khá nhiều tâm tư lúc này tôi đại biểu cho thị ủy khen ngợi sự cố gắng của các đồng chí. Trình vạn thọ hấp một ngụm nước, hắn khẽ đặt ly trà xuống, sau đó nói tiếp. Nhưng tôi cũng phải nói thêm hai câu, thưa các đồng chí, Bí Thư Dương có lẽ đã nói rõ rồi, lần này Chủ tịch Tề đến huyện Lô Bắc chúng ta kiểm tra công tác, không chỉ đại biểu cho huyện Lô Bắc, càng đại biểu cho cả thành phố An Dịch. Vì vậy mà chúng ta không những phải chuẩn bị tốt, còn phải làm sao cho nó thêm tốt đẹp hơn, cần phải đề cao yêu cầu, đẩy mạnh tiêu chuẩn tranh thủ biểu hiện đặc biệt là ở phương diện bộ mặt phố phường bí thư dương có lẽ cũng bày ra chút tâm tư đặt ra yêu cầu cao nếu trong thời gian ngắn ngủi mà muốn kêu gọi vài mối đầu tư thì căn bản là không thực tế thế cho nên chúng ta phải bắt tay vào những việc nhỏ chúng ta có thể làm tốt những chuyện nhỏ như vậy thế mới là hoàn mỹ vô khuyết mới là thành thích cái gì gọi là không đơn giản có thể làm tốt những chuyện nhỏ mới là không đơn giản Trình Vạn Thọ lên tiếng rất sóng giạc, rất tiêu chuẩn, nhưng đám người Trần Lộ Giao và Tả Minh Phương đang ngồi đều hiểu rõ Trình Vạn Thọ có ý gì, rõ ràng đang đi đường vòng để hậu thuẫn cho Dương Quân Tài, đốc xúc các vị thường ủy huyện ủy thống nhất thông qua quyết nghị. Vô tình vẻ mặt đám người tham gia hội nghị đều biến đổi, trong lòng nhiều người cũng bùng lên một loại cảm giác, chính là sự việc này xem ra là phải làm theo ý lãnh đạo, dù thế nào cũng không thể ngăn cản được bây giờ phương pháp cho ra quyết nghị nhanh nhất rõ ràng chính là dương quân tài báo cáo cho bí thư trình chỉ cần bí thư trình vỗ bản quyết định thì sự kiện lần này xem như đã xong vương tử quân dù cũng có chút đả kích nhưng lại không tạo thành tổn thất gì lớn dù sao đây cũng là quyết đoán của phó bí thư thị ủy dù vương tử quân có không tình nguyện thì sẽ là thế nào bí thư trình cứ yên tâm chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng chứng thực chỉ thị của anh sẽ đề cao yêu cầu nắm thật chặt sẽ đem sự kiện chủ tịch tề xuống kiểm tra thị sát thành nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Chúng tôi sẽ xuất toàn lực của huyện, sẽ tiếp thu ý kiến của quần chúng, sẽ làm tốt mọi công tác, chứng thực đầy đủ, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của anh và lãnh đạo thị ủy. Dương Quân tài là người đầu tiên tỏ thái độ sau lời nói của bí thư Trình Vạn Thọ. Trình Vạn Thọ cười tủm tỉm gật đầu nói: "Bí thư Dương đã quyết tâm như vậy thì tôi cũng an tâm, nhưng nếu chỉ quyết tâm không là không được." tôi còn phải nhìn vào hiệu quả. Trước khi Chủ tịch Tề Xuông kiểm tra thị sát thì tôi sẽ xuống huyện một lần nữa, hy vọng khi đó các anh cho tôi một niềm vui. Trình Vạn Thọ vừa nói vừa nhìn về phía Vương Tử Quân, lại nói. Chủ tịch Vương, Bí Thư Dương đến huyện Lô Bắc chưa lâu, anh là đồng chí Lão Thành ở huyện Lô Bắc, vào đúng thời điểm cũng nên chủ động xông lên. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xếp đặt bàn cờ ở huyện Lô Bắc, thị ủy chính quyền đang nhìn vào những biểu hiện của anh. Vương tử quân giống như căn bản không hiểu những lời của trình vạn thọ giống như vòng kim cô siết chặt đầu mình, hắn khẽ buông bút, sau đó trầm giọng nói. Mong bí thư trình cứ yên tâm, huyện Lô Bắc chúng tôi sẽ không làm nhục sứ mạng, nhất định sẽ làm tốt các công tác, sẽ bày ra trước mắt các vị lãnh đạo. Trình vạn thọ nhìn bộ dạng đứng yên bất động của tên thanh niên trước mắt mà không khỏi hận đến mức ngứa răng, nếu như không phải kiêng kỵ vì huyện Lô Bắc mới nhập vào thành phố An Dịch, ban ngành thường ủy thị ủy đã ra quyết định trong vòng 2 năm không được động đến ban ngành huyện Lô Bắc, hắn đã sớm cho tên khốn không biết điều này một bài học nhớ đời rồi. Những lời nói tiếp theo của Trình Vạn Thọ cũng không có quá nhiều nội dung, nhưng hắn lại tiếp tục vài lần nhắc về bộ mặt thành phố, biểu đạt rõ ràng ý nghĩa chuyến đi của mình xuống huyện Lô Bắc. Đặc biệt là lúc chuẩn bị đi nghiên cứu kiểm tra thì Trình Vạn Thọ lại đến bắt tay với Trần Tiến Đường, khen Trần Tiến Đường có sự sáng tạo, có ý nghĩ tốt, khẳng định những thành tích của Trần Tiến Đường khi công tác ở xã Hoa Sơn. Sau đó hắn yêu cầu Dương Quân Tài nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng những cán bộ có trí tiến thủ như vậy, nói đây mới thật sự là nhân tài, làm sao tận dụng nhân tài vào trong công tác, đặt lên vị trí phù hợp mới có lợi cho sự phát triển. Thời gian một ngày dần trôi qua, đến chiều thì nhóm người Vương Tử Quân đi tiến chân bí thư Trình Vạn Thọ. Khi xe của Trình Vạn Thọ chạy đi như bay thì Dương Quân Tài cười nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Chủ Kịch Vương, bí thư Trình đã tỏ ra rất coi trọng sự kiện này, như vậy chúng ta cũng không nên mãi chậm chân. Tôi thấy hôm nay mọi người đã mệt mỏi, cũng không cần mở hội nghị thường ủy, ngày mai chúng ta mở hội nghị thường ủy mở rộng, tụ tập mọi người, coi như phổ biến công tác. Dương Quân tài nói rất đường hoàng, nhưng dù là ai cũng có thể nghe và hiểu rõ ý nghĩa lời nói, rõ ràng là bí thư Dương không cam lòng chỉ công kích Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy hắn còn muốn mở một hội nghị mở rộng để cho những người quyền thế trong huyện Lô Bắc thấy được mình quyền uy như thế nào, địa vị của mình có lực lượng ra sao. Tất nhiên Dương Quân tài tiến lên một bước thì đồng thời cũng dẫm đạp lên quyền uy của Vương Tử Quân. Bí thư, tôi hoàn toàn ủng hộ với đề nghị của anh, mọi người hôm nay đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Trần Lộ Giao cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà chấp thời cơ lên tiếng. Dương Quân Tài và Trần Lộ Giao kẻ sướng người họa làm cho nhiều người cảm nhận được áp lực rất mạnh, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lưu truyền Pháp cũng theo sát hai vị lãnh đạo. Dựa theo sắp xếp của Bí Thư Dương thì bây giờ nhà khách huyện ủy đã chuẩn bị tốt thức ăn, hôm nay các đồng chí cũng đừng quay về, mọi người mau đến nhà khách dùng bữa. Bí Thư Dương đã sắp xếp sẵn, tôi thấy chúng ta nên cùng đi với nhau. Khi Tiếu Tử Đông và Đỗ Tử Cường đang chuẩn bị mở miệng thì Vương Tử Quân đã dùng giọng nước chảy mây trôi nói lúc này trên mặt hắn là nụ cười nhạt, giống như chuyện trước mắt hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Dương quân tài chỉ khẽ cười, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là dẫn đầu mọi người ngồi vào xe của mình, vương tử quân cũng bình tĩnh theo sau. Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương nói đùa hai câu rồi cất bước, các vị thường ủy khác cũng top 5 top 3 đi theo. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 26